hát của bạn nữ cảm nhận sao em? Em thấy bạn nữ hát cũng hay, giống cháu em. Mời bạn trai. Chào Nguyên Linh. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Phạm Phúc Nguyên. Phúc Nguyên, làm nghề gì? Em đang công tác trong văn phòng đảng ủy. Làm lâu chưa? Cơ quan nhà nước. Dạ, cũng 2013 tới giờ. À, và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn khán giả. Rồi, chào em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hạnh, năm nay em 22 tuổi, hiện nay em đang làm nhân viên marketing của công ty thực phẩm Hồng Yến. À, Hạnh tự giới thiệu mình về cái sở trường của em chẳng hạn, hay sở thích. Dạ, sở trường em thì em thích hát với lại cũng thích nấu ăn. Nói chung là nấu ăn thì nấu ăn được cả ba miền luôn. Nhưng mà ăn ngon hay không là vấn đề ở người ăn. Rồi, mở màn vô hát cái cho nó xôm đi. À, dạ, mấy bữa nay cũng cảm cho nên là hát cũng hơi khó, nên là hát một bài để vui vui thôi. Rồi, vui vui. À, một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu đặng cáp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bóng, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Bình thường hay hát là hát vậy không á hả? Dạ không, bình thường thì tùy do cảm xúc nữa. Rồi, à, vậy những cái mặt mạnh của mình là nghe rồi, hát rồi, và những điểm yếu của mình là gì nè? Bình thường thì cũng có hay quên, với lại đi hẹn thì cũng có giờ dây thun một tí. Không, nữ dây thun chút xíu cũng được, đừng mà đừng nhiều quá. Xí nhiều lắm. Thôi, cái đó không được. Ai mà chờ đợi thời gian giờ quý báu lắm em. Dạ. Phí thời gian của nhau, thời gian đó người ta đi ra biết đâu ta kiếm được mối khác. Rồi, bạn nam nãy giờ nghe giọng nó hát của bạn nữ cảm nhận sao em? Em thấy bạn nữ hát cũng hay, giống cháu em. Làm cơ quan nhà nước như vậy thì thời gian chắc là nó cũng đúng giờ, phải đúng giờ giấc đúng không bạn? Cũng 8 tiếng giờ hành chính thôi, nhưng mà đôi lúc cũng có công việc ngoài nữa. Cũng đẹp trai thế này mà không lẽ tìm không được người yêu trong cơ quan hả? À, cơ quan em thì thường là mấy cô không? Em nhỏ nhất. Sao bạn dám đăng ký chương trình trên đây, có xin mấy cô chưa? Cũng có mấy cô cũng muốn giới thiệu con gái cũng này nọ, nhưng mà cảm thấy không hợp. Không có hợp hả? Dạ. Tìm người phụ nữ thế nào mà nó khó đến như vậy? Em cũng không biết nữa, nhưng mà trước giờ em quen thường là có hai loại phụ nữ là lớn hơn với nhỏ hơn. Mà nhỏ hơn thì thường nói em già quá. Còn lớn hơn thì thường nói em con nít quá. Mấy mối tình rồi? Dạ, hai. Mối tình mà mới đây nè, chia tay lâu chưa? Dạ, cũng một năm hơn. Bạn làm cơ quan nhà nước vậy thì sau này lấy vợ thì có lương bổng có đủ lo cho vợ không? Dạ, cái hiện tại thì em đủ sống, nhưng mà chắc lấy vợ thì em cũng phải phấn đấu thêm. Khoảng bao lâu nữa mới lấy vợ? Mẹ em cũng hay hỏi câu này lắm. Em thường nói mà em là chắc cỡ nhiệm kỳ nữa. Nhiệm kỳ 5 năm nữa. Dạ đúng rồi. Rồi đó, bên đây 5 năm nữa mới lấy vợ nha. Trời ơi, năm nay là nhiêu mà 5 năm nữa là nhiêu trời. Rồi sao sanh con? Dạ, chị có tưởng cái này em 26. Thì nhà cửa thì em cũng có nhà trên thành phố, cũng đang ở chung với mẹ. Công việc thì cũng tạm ổn. Thì mình cứ phấn đấu để mà sau này về chăm lo cho gia đình tốt hơn thôi. Em muốn rồi chừng nào lấy lập gia đình? Dạ, cỡ 5, 2 năm nữa thôi à. 5, 2 năm nữa thôi. Dạ. Không chờ hơn. Lâu quá không biết sao. Mình có đặt ra yêu tiêu chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào không? Về tính cách, về ngoại hình. Ngoại hình nhìn được một xíu. Em thì em thích nhìn anh chàng suy nghĩ chín chắn một tí. Đấy, em mặc dù trẻ nhưng mà cũng hơi suy nghĩ hơi già. Mình có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? Nếu mà ngoại hình thì giống như kiểu anh Hồng Phúc thì đẹp. Cũng cỡ 17, 16, 17 rồi đô tí nhìn. Đô một chút. Điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Như là hút thuốc, nhậu thì không thích lắm. Nên là có chừng mực thôi. 22 tuổi, trẻ, năng động mà không có bạn trai hả? Dạ. Tìm không ra. Với lại những cái đối tượng em gặp thì thường là bằng tuổi em mà em không thích bằng tuổi. Thích lớn hơn bao nhiêu? Thích lớn hơn nhiều, càng nhiều càng tốt. Rồi, để chị coi bên ngoài bên kia coi có tròn trịa 1m7 không nha. Rồi, đầy 1m9 luôn á. À, chào bạn. Dạ. Ù, mắt to dữ ta. Mắt to, mũi cao. Này đen hơn anh Linh ạ. À. Linh có đối thủ rồi. Bạn hút thuốc, nhậu nhẹt nhiều không? Hút thuốc thì có, nhưng mà nhậu nhẹt thì cũng ít. Cho khi nào đi công việc thì mới uống tí. Mình có đưa ra mẫu người lý tưởng là người như thế nào không? Thật sự thì em cũng không có đòi hỏi là phải đẹp xuất sắc hay là sao hết. Nhưng mà cũng
bình thường. Bây giờ nếu mà kéo màn lên thấy cô bên này được nè, tìm hiểu được nè, nhưng mà giờ cổ muốn 2 năm thôi là phải đám cưới, tại cổ muốn đẻ sớm. Nếu tụi em tiến tới được thì chắc để hai bên thỏa thuận rồi đi đó. Bây giờ lấy nè, tôi thỏa thuận giùm nè, 2 năm nữa đám cưới. Thì để từ từ em trả giá, tới 3 năm. Tại sao vậy? Em cố gắng phấn đấu để có một địa vị gì đó trong xã hội rồi lúc đó. Phấn đấu vì sự nghiệp trước. Thì phải nói rõ, nhiều khi là còn ham tiếc nuối mấy cái cô kia chưa có chấm dứt được hay là cái gì, tôi phải hỏi kỹ thôi bà Mai mà. Dạ không, vấn đề đó yên tâm, em không có. Yên tâm. Dạ. Ngoại hình thì được rồi đó, mà thấy có ánh mắt có chút gian dối gì đó. Ta rung thôi chứ gì đâu mà. Nghe rồi cái gì? Thí dụ là chịu chờ không? Lỡ trong thời gian chờ ai cướp mắt em thì sao anh? Anh không sợ người khác cướp đâu, nhưng mà chỉ sợ là một trong hai có vấn đề thôi. Tại vì bạn em công an nhiều lắm, không sợ cướp. Hay có người thân bạn đi không? Dạ có, ông anh, bạn giai anh và em chơi cũng thân. Làm chung cơ quan không? À, dạ không, ảnh đang công tác ở công an phường 14, phường 11. Rồi, xin chào anh. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Phượng. Cát Tường. Ừ, Cát Tường, dạ. Anh cảm giác rằng với bạn thân của mình thì có hợp tính không? Tùy theo với Nguyên và Hạnh thôi, chứ không góp ý được. Dạ. Như thấy hai tính hai người nó hợp không? Dạ, Hạnh thì nói chung là có hiện tại có công việc ổn định. Đang nói thì cũng có cái suy nghĩ cũng cứng rắn, thì đó qua đó thì Nguyên cũng cân nhắc lại. Rồi nếu cảm thấy đến được trong thời gian tới đây thì nên đến. À, mình có đi với người thân không cưng? Dạ em đi với bạn thân của em. Đâu bạn em đâu? Dạ em chào anh Quy Linh, chào chị Cát Tường. Trời, chào em. Em nghe cái quan điểm của hai người này em thấy sao? Hai người này có thể phù hợp đến với nhau được không? Dạ thật ra thì bạn em nó còn trẻ con lắm, nhưng mà anh bên đây mà chấp nhận được cái tính trẻ con của nó thì em nghĩ chắc hai người cũng có thể hòa hợp được. Nhưng mà còn tùy thuộc vào bạn em nữa, chắc phải thôi cứ thử tìm hiểu xem sao. Mà em nhận xét anh bên kia như thế nào? Dạ anh bên đây rất là chững chạc. Chững chạc mà làm ở văn phòng đảng quỹ phải chững chạc chứ. Dạ. Dạ em chào anh. Rồi, chào bạn. 2 năm bắt buộc hả? Dạ không bắt buộc, nhưng mà sớm thì hay hơn, em thấy để lâu quá em sợ quá. Sao sợ? Là bỏ một cái là nghiêm ế luôn, đứng chẳng mất tiêu. Sợ bị bỏ. Ai hỏi thì hỏi vậy, rủi ai cướp em sao, nhưng mà hỏi vậy thôi, thật ra trong bụng là sợ bị bỏ con gái đáng thương, tội. Dạ đúng rồi. Tin rằng anh này cũng đã có suy nghĩ rất là vững chãi rồi. Quan trọng là sự nghiệp, 5 năm nữa phát triển xong cưới luôn. 5 năm không nhanh lắm, các bạn còn trẻ mà ha. Dạ. Có lo. Chị Cát Tường giờ này chưa lấy chồng nữa kìa. Gì liên quan, tôi không muốn thôi, muốn thiếu gì người. Đúng không? Dạ đúng vậy. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai người gặp. Dạ em chào anh. Qua tiếp xúc nãy giờ thì anh có đáp ứng đủ yêu cầu của em? Trời ơi, cái gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh, hít thở vô gì mà nói mà cái má mà giật vậy. Bình tĩnh. Dạ, nhìn chung thì cũng được. Thì em có muốn hỏi anh gì không? Nếu như anh đi hẹn hò với bạn gái mà anh chờ lâu quá, anh sẽ như thế nào? Thì anh nói rồi, chắc anh thì anh đứng anh chờ, nhưng mà anh nói rồi có tật xấu của anh là hút thuốc đó. Em đứng anh hút anh chờ thôi. Một ngày anh hút mấy bao anh? 2 ngày một gói cũng có khi ít hơn. Tại vì công việc căng thẳng quá thì anh hút hơi nhiều. Anh có bạn thân là con gái không? Có. Em không thích con trai quan tâm con gái thái quá. Nên là nhiều khi các bạn thân con gái thì mấy anh quan tâm kỹ lắm. Thì dĩ nhiên thì trước đây anh chưa có bạn gái thì anh có bạn thân thì dĩ nhiên anh phải lo cho bạn thân. Nhưng mà bây giờ thí dụ anh có bạn gái thì anh phải xếp lại vị trí thứ tự chứ. Bạn gái trước rồi mới bạn thân sau. Hồi đó giờ bạn tỏ tình lần nào chưa? Giờ chưa. Chưa, bây giờ tỏ tình đi đó. Nói sao cho bạn gái tin mình đi. Em là bạn gái nha. Đáp lại. Nó tí nữa em bấm chuông thì anh sẽ biết. Chuông đâu bấm. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định. 1 2 sát với nhau, nắm tay nhau đi. Nhanh không? Nhanh gì đâu, nhanh, nắm tay mà. Rồi nắm tay là họp luôn, đi họp luôn. Đây,
Con mới dây xem phim. Dạ. Mình tạo điều kiện học hành trong rạp phim nha. Bạn cảm nhận thế nào khi mà nắm tay người con gái bên cạnh? Mất cảm giác, rung quá. Không có... Gì rung dữ vậy? Bạn gái thấy sao? Dạ êm. Êm hả? 3 năm nha, hứa rồi đó. Tối thiểu dạ. Chứ đừng có tối đa. Dạ. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Cái này nè. Đó, con mắc cỡ kìa. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speak Couple nhé. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. 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 Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và trai bên kia, em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá. Dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Ừ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời ơi, bạn tế nhị ghê á, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời ơi, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Rồi buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa nhưng mà không có thành công. Ba chìm bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Biệt danh em là Quân đẹp trai chị. Trời ơi, anh kiếm tôi. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp nên là cũng không có quen hay là gì hết. Rồi em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ mang giày vào chắc được đó. À ok. Anh có nói là anh không hấp phước là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ anh có thể trắng một tí thì dễ ưa nhìn đó, ngoại hình ưa nhìn. Trời, chị nghĩ là dạ. Em dạ, đó cái làn da nâu nhanh linh là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông bạc bè hay chọc á. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Không phải lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng rồi. Tội lắm em, một lần xé là nát da nát thịt á. Ủa em? Dạ, cái này là tự nhiên, thấy là em mới nói. Đâu có đâu, rất là đẹp Linh, Vân nói thiệt. Không? Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô nhìn này đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trong lỏng đi. Có. Có hả? Sống vì lương đó. À, đủ xài phải không? Rồi. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi qua tôi coi bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó. Không phải là Nu nhưng mà là cũng
Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. À, em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đó mà. Bên đây không có tìm... giống nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Ừ, nú. Ừ, dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không ạ? Nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chị. Vô trong răng giả luôn. Dạ ok. Hỏi kiếm người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm mà thấy bên trai là đàn, chàng trai rất là tuấn tú khôi ngon. Dạ. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Anh thấy em gái này cũng được, dễ thương ấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Yeah. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt. Rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi quân. Đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Dạ. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À có, món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. À. Em muốn hỏi anh ấy trước. Bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi cảm ơn em. Trời. Tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. Em thấy anh có giống như những gì em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn thấy anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ. Em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Ừ, công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông bên em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Thì là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì làm kỷ niệm đi. Đã chuẩn bị sẵn cái đờn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, kết đôi đi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Rồi sao rồi, em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời.
Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Dạ. Mọi đứa trời ơi, đáng lý thì đã phải cho hát được cái tới cái câu người về đây với anh đi. À, chứ tự dưng đây cái bài này rồi, người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ổng không còn có một cái lá. Lên. Thế tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn cũng chờ luôn. Đó. Không. Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình. Và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3 Hết thời gian. À. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đứng đây. Nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. À. Và, hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow, wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow, wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi, nói cảm xúc liền chứ, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu thị nhiều cái nữa. Nên là em tạm thời em chưa dám đeo. Em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng. Lần đó tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em diễn liệt. Diễn liệt. Vâng. Còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn Nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự cái là chị bấm nút liền hả, chị nói liền. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Cô đơn đó, với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ chị là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Đưa chị ăn cho em. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Năm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Ừ. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À,
Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Huyền Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng, lần đó tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Giống như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay đó mình nhìn qua mình biết. Qua cái thái độ và cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Em là dân tài chính, kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nên sẽ chia tay đi. 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn. Một đi không cho lặng. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ấn tượng với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình là Long? Nhà từ đó tới giờ chính thức là 30 tình. Chính thức 30 tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về một lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, không, tại thời đại học. Đại học đại là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nên sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á. Thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không, không có. Cái không có đúng không? Không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Nói chung là con cái chuyện đó cũng biết nên con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi, ba mối tình đó bên kia làm sao? Rồi, tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp trai. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục. Khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nổ. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chào anh siêu, chỗ đẹp trai quá. Chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Đẹp trai lắm. Khỏe hơn chị. Đẹp trai, dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng gần như nhà hết á. Còn anh trai không? Dạ không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Khi một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó.
cơ bản là hai nói bạn chung là điều chỉnh cái lúc mà đúng rồi thì... em đã trải qua ba mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này đúng không? Trời đẹp trai quá. Mời qua, nhà gái tôi rất đẹp ạ. À. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ây, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ, xin chào chú em lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Một cô gái xinh xắn ha, tươi tắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền á, chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4-5 tháng buồn lắm đó. Thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Thôi, bây giờ là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo. Đi với ai cưng? Dạ, em đi với mẹ với em trai. À, có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha. Nhìn hình nền là đoán được rồi. Thấy em trai chưa? Con chào cô. Kính chào Quyền Linh, tài năng. À, cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ, con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á, thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn, thật thà. Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi. Chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Chứ không phải đi làm xa hoài. Long thì sống rất là tình cảm, thật thà, hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt, nó biết rửa chén, nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em có món quà tặng anh. Em chào anh ạ. Chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh. Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ. Nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ và thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018, bây giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết cái đương đầu với thất bại đó như thế nào? Mà ví dụ như công việc đi, nên có lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái thoáng lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Tại anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4-5 tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Dạ. Hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì thí dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Vậy thì trong vòng 1 tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1 tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là, với lại thứ hai là anh cũng có trải qua cái những cái mối tình trước, anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái
cái chuyện lạc quạt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Ừ, em phải có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss, I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love. Walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em. Cũng xinh xắn, dễ thương. Anh đi làm thì nhiều khi cái công việc đó ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu. Nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc. Nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau đó, như vậy. Giờ hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng. Bây giờ trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em. Đó, vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng 1.5 năm thôi. Anh mới có dịp, có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Anh các bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người. Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ. Hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Quan tâm nhau xíu, lại là chân thành, tôn trọng nhau là được. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Rồi còn em trai? Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên thôi. Thôi bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng nhưng mà lùn cũng được không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút ra bà mối. Dạ em chào anh. Ừ, chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. À. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Không? Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm thế rất là được, vui. Cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi, chào anh trai. Chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì em thì nó rất hiền, chịu khó làm ăn. Có cái thì trong lúc nào thì nó trước đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ.
dạ. Và tràn đầy à, này là kẹo dừa đặc sản đúng không? Đặc sản của Bến Tre. Dạ rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè, rồi hay quên nữa. Kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái ai quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, và lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài búp bê con trai nha. Na 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 na, búp bê con trai, một ngày khi vui em đùa em mong. Phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều, chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa, một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông. Mình yêu,
như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Sẵn rồi, xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được ạ. Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ, phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó. Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì... Hy vọng là bạn gái tránh càng tốt. Còn nếu không tránh thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu mình thích rồi thì cũng không quan trọng rồi. Ngoài tránh ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau. Nắm hai tay tâm kia nữa. Tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ đó. Chó nữa thấy chưa? Mời nhà trai. Thôi đi em trai. Mời nhà gái. Dạ em. Mình giới thiệu về mình luôn đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Vũ Minh Nguyệt. Em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rồi, nhà trai như thế nào nè? Em trai giới thiệu về mình. Dạ, đi. Xin chào. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngạch Lan, xin chào bạn nữ cơ bên. Em tên là Trương Mạnh Hổ. Cái tên thì nó nghe hơi độc, nó hơi... Trương Mạnh gì? Mạnh Hổ, cọp thay gương. Trương Mạnh Hổ hả? Là Trương Mạnh Cọp đó hả? Trời ơi, tên lạ đó. Em làm nhân viên xét nghiệm bệnh viện ở quận 5. Là cụ thể làm gì? Làm bên mang xét nghiệm ung thư á. Hình... Xét nghiệm thôi đúng không? Giống như sinh thiết đó. Ừ, sinh thiết là đi giám định đó. Rồi. Nãy chị mới chân, nói xong. Cẩn thận. Hả? Sao vậy? Chân. Đừng rồi bao nhiêu lần hồi hộp á. Chưa qua được hả? Chưa, qua được vậy đâu. Vậy thôi đi về nghe. Qua được qua không? Qua nó la sùm nó mệt lắm. Nó không thích người lạ. Không thích người nào lạ lên đây chứ. Ở bên đây có đứa nó không thích người lạ. Bây giờ có qua được không? Chưa được, qua nó la đó. Trời ơi, kinh khủng quá. Từ từ nha con. Từ con. Nhà mình có người lạ qua, con đừng có la lối sùm nha. Quay qua đây cho người ta nhìn cái coi nè. Trời ơi, con mặt nó thấy ghét không? Nằm im đó nha con. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em chịu đựng được giỏi, giống em không nắm tính. Nhiều khi giống nhiều khi tờ sập xuống cũng nắm tính. Kiếm không nắm tính chịu đựng giỏi. Đúng, chịu đựng. Đây là tính tốt quá. Chịu cực chịu khó chứ làm em làm từ sáng làm việc từ sáng tới tối thấy bình thường không thấy mệt. Nhưng kiểu mà kiếm là ham làm. Ham làm. Đúng rồi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn chung là chưa có ngon, hơi lười nấu tại vì ở một mình đó. Ở mình đâu, mình thấy ở hai mình đó. Rồi chung em sống thiên về cảm xúc á, tình cảm á, nên nhiều khi em giống em xem một cái clip nào đó cảm động thì em giống em khóc. Không nhưng mà cảm xúc, có cảm xúc. Rồi em đi làm em để nó nhà ai lo? Thì đúng rồi, mình bỏ nó ở chuồng thôi chứ tối về lo thôi chứ ai lo nữa. Ừ, mình buồn không em? Thì giống bây giờ mình không có bồ thì mình ở mình nuôi chó thôi chứ. Mới không có bồ bỏ chó nuôi bồ hả? Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó, bây giờ mời bà mối qua đi, ôm nó cẩn thận vô coi cho nó quay mặt qua nhìn cho để nó thấy người lạ la ầm sùm tò nữa. Mò dễ sợ luôn á. Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá à. Chừng nó la ầm sùm nữa nha. Trời ơi, thấy ghét mà áo đầm nè, áo đầm có cái nơ nữa nha, có tẻ là đủ. Trời ơi trời, bả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì nó ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? Giờ mai mốt có bồ rồi ai ngủ với em? Dạ, giống như mình ngủ buồn á, cho nên nó đỡ buồn. Trời ơi, thương không? Nói chứ có người yêu có vợ cũng phải chăm sóc đó nha, chờ để nó buồn nha. Nó buồn, mặt đang buồn rồi kìa, mặt hoang mang hẳn luôn á. Rồi qua đây mình hỏi ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Ưu điểm của em là gì? Năng động, nhanh nhẹn. Thường thì có thời gian rảnh thì em vẫn sẽ kiếm những cái việc làm thêm để em làm thêm. Cuối tuần thì em hay dành thời gian cho gia đình hơn.
Dạ. Dễ thương quá. Còn khuyết điểm? Ngoài ưu điểm ra chắc đa phần là khuyết điểm. Là gì? Ví dụ như em khá là nhanh nhẹn thì kèm theo cái đó thì khá là nóng tính. Nhưng mà chuyện gì giải quyết xong rồi thì sẽ cho qua chứ không có để bụng. Nấu ăn? Nấu ăn thì ở trong gia đình thì nấu tệ nhất. Nhưng mà đi với bạn bè thì trộm vía tụi nó cũng ăn được. Và tụi nó cũng kêu nấu thêm lần tiếp nữa. Nó cũng khen đúng không? Nói chung là cũng được á. Dạ cũng tạm thôi. Rồi cái gì nữa không? Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì nếu mà em chơi với động vật nhiều thì em sẽ bị buổi tối em sẽ dị ứng. Nên là em không có nuôi bất cứ con gì hết. Trời ơi. Rồi phải chia tay với bạn này rồi. Con ơi, con biết số phận của con rồi đó con. Nếu hôm nay mà chủ con có người yêu là con mệt rồi đó con. Chủ con mà thành công tốt đẹp là cuộc đời con bế tắc. Bao nhiêu mối tình rồi? Trước 27 tuổi thì em chưa ổn định nên em chưa có đánh tay ai luôn. Trước 27 tuổi thì là Trang nghĩ trắng luôn. Trang nghĩ trắng luôn hả? Còn sau 27 tuổi thì mới có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên cũng sinh viên y năm 3 đó. Ừ, sau đó là quen xong rồi bạn đó ra trường, xong bạn về tính làm hai bên cũng không có hợp nên cũng dừng lại từ đó luôn. Là có một mối tình một? Không, đó là mối tình đầu tiên. Còn mối tình thứ hai với thứ ba là cả mấy tháng à, mọi mối tình kéo dài cả vài tháng. Sao hả? Nói chung là đối phương họ kiểu gần giống như gọi là gần giống như là bị cắm sừng vậy đó. Ừ. Nhưng mà có khi nào mà đang chuẩn bị tới giờ hẹn rồi cái bà nhỏ này bà bệnh rồi cái mình bỏ hẹn mình nhà mình chăm bà không? Thực ra không ảnh hưởng, nhưng mà lúc đó mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình lại. Đúng rồi, phải thay đổi nha. Ok, em qua anh coi nhà gái không? Rồi chào em gái. Thằng trai bên đây rất là dễ thương ha. Con nuôi một con cún cũng dễ thương nữa. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ con thì có một mối tình. Sao chia tay? Dạ lúc đó thì cũng tiến được xa xa rồi thì lúc đó nhận ra thì không có phù hợp để tiến tới nữa nên là dừng lại. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Em có cái yêu cầu gì mà khiến cho cái người đối phương của em không đáp ứng được rồi em cảm thấy là nó không hợp? Em nghĩ là có những cái thì sẽ có thể chấp nhận thay đổi được, nhưng mà ví dụ như em thì cũng phải đi học khá là nhiều, cũng như là em cũng yêu thích nghề của mình. Nhưng mà mong muốn em ở nhà và không có đi làm thì chuyện đó em sẽ không chịu, không có làm được. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì mong muốn có một người yêu thì quan trọng nhất là trong một mối quan hệ thì mình tôn trọng lẫn nhau. Bạn nam thì sẽ không hút thuốc lá. Bên kia chắc hỏi không có rồi. Có hút thuốc không? Em chưa bao giờ mà đụng cái điếu thuốc như nào, chưa biết mùi nó như nào luôn. Hay quá. Như em chia sẻ thì công việc thì mình sẽ cùng nhau đi làm, thì về nhà công việc nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau. Người ta hay nói là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, nên chính vì vậy thì em muốn là những cái công việc thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Bây giờ em trai nghe bên nhà gái yêu cầu vậy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì giống như em thì công việc nhà mà khi mà em đã yêu rồi thì bạn gái cái cần ngồi đó, người vợ cái cần ngồi đó, không cần làm gì hết trơn. Trời ơi, con vậy ba. Khi mình yêu ra rồi mấy chuyện đó chuyện nhỏ. Trời ơi. Hay quá. Vậy là ngon rồi đó. Mẫu hình bạn gái của em thế nào? Em thì tại vì em cũng trắng, em cũng hy vọng là bạn gái trắng càng tốt, còn nếu không trắng thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu nên thích rồi thì cũng không quan trọng. Và cái ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không, trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em làm cùng chỗ làm với em. À rồi bạn cho ý kiến rồi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Thì hôm nay thì em thấy cái bạn nữ hôm nay rất là hòa đồng, hoạt bát và rất là dễ thương, ăn nói thì lưu loát. Em nghĩ là nó là một mảnh ghép thiếu của bạn Hổ, tại vì bạn Hổ truyền đạt về cái cảm xúc và cách nói chuyện nó không có được rành mạch. Thì em nghĩ là bạn nữ này sẽ là một cái người dẫn dắt cho bạn. Dạ, em nghĩ sẽ là thôi. Cảm ơn em, hay quá. Cái tên của bạn Hổ nó ngược với con người của bạn Hổ luôn á. Nghe nó dữ dội lắm, nhưng khi nói chuyện nó ngược hoàn toàn luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với cô của em và những người bạn, cô và chú của em. Dạ chào cô chú, chào các bạn. Xin chào Trình Linh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Tôi là bên nhà gái. Qua kinh nghiệm nhìn tiếp xúc với cháu thì xin hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ con chào cô, con cũng sinh năm 1990 á, con 32 tuổi rồi. Thì thấy qua tiếp xúc thì thấy cháu cũng được, đức hạnh thì được. Hai cháu thì cứ gặp nhau rồi gặp để nói chuyện để tìm hiểu. Nếu mà liên duyên được, qua chương trình liên duyên được là cái tốt. Thì cô cũng chúc hai cháu là thành công. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn qua chương trình nha. Dạ. Rồi còn chần chừ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy mở rào. Rồi thả nó xuống qua đây làm việc đi.
Đâu đây? Đúng rồi. Mình có món quà kim dưỡng da, mình chắc nó sẽ thích hợp với da của bạn. Dạ thì em cũng có một cái món quà gửi, thì em khá là thích cái quyển sách này vì nó là một cái nguyên tắc sống, chấp nhận những cái khiếm khuyết để có một cái sống một cái cuộc đời an nhiên hơn. Thì hy vọng rằng là dù chuyện gì thì cuộc sống cũng sẽ an nhiên sẽ đến với anh. Dạ cảm ơn bạn. Đó, mình... Hồi nãy bạn giới thiệu làm ở đâu của mình chưa nghe rõ. Em hiện tại là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với lại em có ngồi phòng khám nhi. Phú mình cũng ép nhiều bác sĩ lắm, em không biết, nhiều khi cũng thấy ép bạn nữa. Dạ thì cái đó thì em cũng không biết Facebook. Dạ thì nãy mình có nói khi mình yêu thì mình sẽ hết lòng quyền yêu thôi, kiểu mình sẽ tạo mọi điều kiện thân lợi nhất, giống bản thân mình chẳng sao được, cũng như là mình khi mình người mình thích thì mình không đỡ thiệt thòi gì đó. Đến với chương trình bạn mối họ thì giống như mình cũng muốn kiếm một người mà giống như họ xác định họ có cái tư tưởng có hôn từ đầu á, chứ đừng có kiếm mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi, thì nên mình mới tìm đến bạn mối họ, chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong rồi họ quen mình xong rồi họ bỏ mình rồi mình mất thanh xuân của mình 32 tuổi rồi. Quan điểm của em thì cũng vậy, em quen là sẽ nghiêm túc chứ không có phải là quen rồi như thế này thế nọ. Thì thật sự ra thì chắc là tuổi này ai cũng sẽ nói là ế đó, nhưng mà đi giảng thì thật ra thì cũng có sinh viên này nọ, cũng có nhiều cái mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà bản thân em thì đi nói chuyện vài lần mà nếu mà cảm thấy là không có bước tiếp được đó, thì em sẽ rất rõ ràng trong chuyện là mình sẽ đi tiếp hay là không, vì sẽ không có làm mất thời gian của nhau. Đúng rồi. Ai cũng lớn hết rồi. Bây giờ em trai tới nắm tay em gái đứng cạnh nhau nói chuyện cho nó thân mật xíu nào, dìu bạn gái lên nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tên kia nữa, tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ chó nữa, thấy chưa, tự nhiên dướng này đây không làm ăn gì được hết trơn. Mình thì khi yêu là mình luôn hết lòng, kiểu mình xem đối phương là trung tâm vũ trụ, là cả thế giới, kiểu mình không có, chứ bây giờ mình nghĩ là mình lừa dối hay một người nào đó. Bây giờ mình nhìn người ta mình nói chuyện đi, chứ nhìn qua cái bông rồi nhìn qua tôi chi. Xin chào đây nè, anh hỏi Hổ nè, muốn vợ chưa? Thì em 32 tuổi rồi, nhưng mà em cũng muốn có một, em giống là em khát khao có một gia đình. Em từ nhỏ là em sinh ra em đã không có cha, thì em giống em khát khao có một cái tình cảm, một gia đình. Nếu mà tình cảm nó tới em đón nhận bằng mọi cách, thì em giống em sẽ giữ gìn và trân trọng từ khi mà đối phương buông tay thôi. Đúng chứ rồi, chứ nếu không mà, buông nha. Nếu mà đối phương buông tay, không buông tay thì nắm suốt cuộc đời. Em nắm người ta sẽ không buông được đâu. Em thấy nắm tay nãy giờ thấy sao? Nhưng mà bạn rất là đúng cái mẫu người mình mơ, nó mình gọi là mới mơ luôn á, kiểu mà mơ luôn đúng không? Kiểu mà nhìn người thích luôn á. Trái tim rung động không? Nè. Bây giờ hát một bài tặng bạn gái đi nào, đứng hát nhìn bạn gái hát nha. Mình giống như mình thuộc tiếp người chung tình nên mình hát bài chung tình. Lời thơ ước anh đã trao cho em, vầng trăng ánh sao nhuộm màu, nhìn lên cao anh chấp tay nguyện cầu được yêu em tới mãi bạc đầu xanh. Xong rồi đó hả? Cho em gái hát tặng bạn trai đi. Chẳng cần phải chọn một loài hoa yêu thích nhất, là vì mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng cho đời. Thì trong ngành của mình cũng vậy, và ở đâu thì cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái trách nhiệm, miễn là mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ có thể tự tin hơn, vững tin vào bản thân hơn, và cần thêm một chút tự tin nữa thì em nghĩ là anh sẽ thành công hơn. Em gái nói đúng đó. Sau chương trình này nếu mà nghiệp cho mình một cái đèn xanh thôi, mình sẽ cố gắng mình cố gắng hết sức để mình tán tỉnh nghiệp. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, bấm để cho nhau cơ hội chứ không phải bấm để một vừa lòng ai đó. 2 3 3 hết thời gian. Thì có một chút xíu thông điệp nữa sẽ gửi tới anh Hổ. Thì mỗi người mình sẽ bóc một bì thư ha, xong mình mở ra mình xem.
nếu mà thật sự tiến đến nữa thì sẽ được bật mí thêm ba cái vị thư ở giai đoạn sau. Muốn làm sao? Giúp bốc thăm trúng thưởng. Nào mà em bé hết á. Mình cùng nhau đi vẽ tranh nhé. Tiếp tục. Cái chữ ở trên bị hư nó sẽ là cái câu chúc với anh hôm nay. Có hai thông điệp, là một là một cái việc làm cùng nhau, đó là mình cùng nhau đi dạo phố cuối tuần. Với một cái thông điệp thì đó là lời chúc thành công. Dễ thương quá, rất là chu đáo. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng những phần quà dành cho các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, mời hai bạn. Ráng lên nha. Chúc nhiều. Rồi, nhớ về lo bạn gái nhiều hơn chó nha. Như vậy là chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Hai. Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Hiện em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À, 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi. Và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Quân. Nhiệm vụ chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ, là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À, tức là em ở trển không á đúng không? Dạ. Không có lo gì đâu. Dạ. Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ, em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ, ví dụ có một vấn đề đi. Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ, thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. Dạ. Em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh cha bên kia, và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cất cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơn nhớ sắc nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em ngon lời chị. Âm đàn hát được bài nào đó để đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không đọc rap được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ. Có thể hát được những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra thôi. Thế còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được. Đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 66 cũng được.
Mét mấy Mỹ? Dạ mày mét 7 anh. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Từ tư chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi, tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Được đâu. Tiêu chuẩn gì nữa không? À, tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nghĩ là ba vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? À, không đâu. Sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Nhắc qua hậu luôn rồi qua. Qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Ô dạ. Oh, trời ơi. Anh ơi, em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Con gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ, em cũng không nghĩ tới. Mình có là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ, ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ, đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Rồi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó. Thí dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ dạ, nha, nhớ dạ, nha. Em cần ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn. Anh nha, anh nhắn con này khi nào? Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị, vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Và bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực trò cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ. Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Rồi, anh tặng em đúng không ạ? Dạ em cũng dạ, có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể mở ra được không? Dạ à, em đeo cho anh nha. Dạ đây là vòng tay mình. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì mình đang ở trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Anh muốn gửi đây em. Anh cảm nhận với em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cảm ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ. Và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát đó chứ nhỉ. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn. Thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không? Hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này em không có mục đích để em đến. Nhưng nếu như em đã làm mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Tại em là một... Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên, chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì? Chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, à, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ, giao duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ, anh nhét vô tim nha anh. À, nhét luôn ha. Dạ, ở đây nhét lại nha. Thôi, tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời, thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Nếu là có thể gặp nhau, chào nhau bằng một cái ôm thì hy vọng là có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được ạ.
Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động. Còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được làm quen với lại em Hà. Dạ, anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xét cháu được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Tôi cảm ơn cô ạ. Đấy. Hôn. Bây giờ Hà hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó. Hy vọng rằng cuộc hẹn hò này sẽ thành công. Một ngày sớm nhất chúng ta sẽ được nhắc tên ở trong chương trình này, bởi vì các bạn gửi thiệp cưới chúng tôi nha. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con quen bạn sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp em. Thấy cô ấy làm sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố nhìn xa hơn, đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp quá vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Việt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu được hiểu. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Việt? Của em muốn giống không biết ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai. Hơi đẹp trai. Hơi đẹp trai. Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ bà nướng. Bà ngủ nướng ngày buổi chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tại lúc qua thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa. Nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai. Nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị. Nhưng mà em do em ít xài á. Mạng bây giờ, xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai. Đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. Không? Chính vì đẹp trai nên chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng. Nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game dạ. Hả? Mê gái ấy, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em đã phải gu chị, phải để cô bên này cũng nhận xét chứ. Sao rách rưới quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô để bước run. Cũng lạ người ta dạ. Quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ được chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? À không, em đó giờ ít coi phim luôn. Mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi.
Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đất cho chị coi 5 cái coi, cho nó ấm lên này, nó dễ nói chuyện chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Hít đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Hít ta vô đó chị. Đúng rồi. Dạ. Em xin phép hít một tay. Trời ghê 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 ghê. Trai võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim nó tăng cao rồi. Máu gì, nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nếu mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Đây đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để em lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi coi đàn gái sao mà qua hành hạ đàn trai dữ vậy. Để qua bắt đàn gái hết đất luôn. Xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ồ vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. À gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. Phải không? Người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mới bỏ rồi anh à. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng rồi. Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng đó là dạ em Bến Tre phát âm sai à. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu, bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À có làm ruộng nổi không? Dạ nhà em làm ruộng. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà.
À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua xong mới tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em ạ, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á, thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? À, chào bạn ạ. Mình có món anh em đi, bạn. Anh em đi, nó thân mật. À, anh không biết là em có thích qua gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích món này. Gì vậy? À, con đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. À, em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chắc con non quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ sẽ em. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tay đang một lục không? Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, con cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ, đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh Hường chị quê. Mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tải cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Đã, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm. Chuông rồi sao ghế. Ở đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái gì đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó, tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Đó, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Cô ấy Anh. Tim mình có rung động gì không? Đó, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy làm sao?
Trời, nhìn thì nó đập nhanh hơn nên cố nhìn nhìn sao cho đập ít lại hơn. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái ấy không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay dạ, Hoàng nói dạ, như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh nó đập đúng hướng ạ. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Thôi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à. Thọt cái ngón tay vô cái nút. Ông bấm hồi, ông bấm không được cho coi. 1 2 3. Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy, làm anh hết hồn kìa. Em bấm không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Vậy được quá. Được không con? Rồi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cô chưa cho. Ủa, không rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi giờ, kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ. Hôn mẹ hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. Không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô, hôn lên má, kỷ niệm, sắc sâu vào tim. Hôn từ từ, nắm tay vô. Hôn từ từ, chị nào tôi nói thôi, nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ, dạ. Bắt đầu chuẩn bị, hôn vô. Hôn từ... Để ra Y Nguyên, để Y Nguyên. Để Y Nguyên hít, hít vô, hít sâu. Dạ. Là hôn đầu tiên mà. Hít. Cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hết thấy thương luôn. Hết thấy thương kìa. Hẹn đám cưới hai đứa rủ anh nha. Dạ không quên anh được. Hai đứa cầm bé đi xem phim nha. Ở cùng đập Cinebox 212 lấy chiến thắng á. Tới xem phim để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn nha. Nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Quan tâm nhau xíu, lại là chân thành, tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở... huyện Ngài Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy vậy? Dạ hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ, lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm, nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau.
Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên thôi. Thôi bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy á, mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng nhưng mà lùn cũng được không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút ra bà mối. Dạ em chào anh. Ừ, chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. À. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xả dao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Không? Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm thế, rất là vui. Nhớ cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Ừ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi chào, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đàn gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Em có cái thì trong lúc nào thì nó trước đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội, sau chương trình này em mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Trời. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy kẹo dừa của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Ừ, em thích uống cà phê.
Dạ tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi, thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau em mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Để bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn, không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để mình giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài búp bê con trai nha. Na 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 na, búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều, chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa, một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi, để đêm đường về Cố Liêu, bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông, mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn.
chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa mảnh ghép này có phải là nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Sẵn rồi, xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? À, Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự chọn và tự nấu thứ. Thế có hai người sau này mình cùng nấu dư để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là mời nhà trai. Xin mời anh ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm, giấy khai sinh thì là sinh năm 1954 nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim, quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai, tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói, và trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Về hôn nhân của tôi, năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô ấy viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái. Ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để cho cuộc sống nó vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Chú con xin văn bản luôn ạ. Cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang về chú ha. Trời, chú viết thành văn bản luôn á hả? Có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Văn bản đó mình giữ nha. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Cháu chào chú ạ. Cô Ngọc Lan chị Sáu. Cảm ơn chú. Chị Sáu. Cảm ơn. Rồi tiếc quá con không biết hồi sáu. Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, ba lỗ này bịt kín, ba lỗ, sáu lỗ này là sáu ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô, rê, mi, pha, son, la, si. Từ từ mình sẽ tìm cách, mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè.
Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào bạn anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959, hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện tại quận Tân Bình 33 năm và tôi cũng đã nghỉ hưu, đang hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Cô hơi rung, cô rung lắm, cô nói chuyện giọng rất là rung. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Nè, gia đình mình có mấy cái người con rồi? Tôi lập gia đình từ năm 86, nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2003. Chắc là thôi, chuyện cũ mình cũng bỏ qua ha. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi, mà mình nay cũng lớn tuổi rồi. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất á, thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ. Cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên. Vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy, nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị... Dạ. Tan vỡ. Thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu, không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá, rượu bia gì không? Không, có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy, hai chục năm này. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ, tâm sự với nhau, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không nhà gái? Dạ. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau, cùng nhà nhau, về chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, là làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% hả? Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý mọi tình huống trong gia đình. Thì là nói chung là người đùm bọc, chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử. Nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Dạ. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao tức mà? Là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Rồi, hay quá. Vậy là quá khéo léo luôn. Dạ. Rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ, đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. À, trời. Rồi mời đại diện nhà gái ơi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Cháu cũng dám nói gì nhiều đâu. Cháu chỉ nói như đó thôi. Rồi thôi mình mở rào. Dạ. Đi. Dạ mở rào. Xa nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Anh thân em bộ hoa. Dạ. Được thể hiện tình yêu. Dạ, em cháu có chút quà ạ. Em cũng có rút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền để bảo vệ sức khỏe, xương khớp. Dạ, em có tuổi. Dạ. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy
cái gọi là niềm vui ban đầu. Dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được. Cái này tôi quen rồi. Cái này tôi đua, cái này tôi rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Nó thổi lên. Ông nói chơi rồi chứ. Hồi hộp lắm nhưng mà thổi cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương, như là do bác Đinh Thìn bác ấy phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi, hụt hơi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Nhịp tim thay đổi đúng không? Anh cười lên sao chú? Dạ. Thôi giờ mình hát tặng nhà gái được không? Rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản? Có luôn. Có văn bản. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Cô có thể không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao, nhưng mà lại không có năng khiếu về hát, cho nên là xin khách được không ạ? Vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thấy thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. Cũng muốn là cái điểm là người bạn và người tri kỷ về tuổi già, cho nhau chén thuốc trên thanh cháo, lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, lúc đi chơi du lịch đó đây, thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy, đừng nên sống lủ thủ một mình. Yeah. Nên có một người vợ tri kỷ. Yeah. Sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Vâng. Anh muốn chúng ta sau này ta sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này. Anh có gia trưởng không anh hả? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Dạ. Hiện nay là anh đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Một mình. Dạ. Một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa? Tôi làm miếng nấu nấu thì nấu được, nhưng mà nấu một lần ăn cả ngày. Mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính. Yeah. Sức khỏe mình chính. Yeah. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch, nên phải tự đi chợ, tự yeah. chọn và tự nấu thứ. Yeah. Thế có hai người sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là hôm qua đây là cũng là cái duyên. Anh em mình gặp nhau, trao đổi như thế vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau. Mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ. Trong cuộc sống thì lo tri kỷ, lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc, viên men hay là chén cơm, chén cháo khi bệnh, khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch. Đó đây, không ngại. Bên nhà gái thấy nhà trai gì hợp lý không? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Cũng hợp ha. Dạ, trên 70%. Thôi 70%, giờ chú thấy nhà gái sao? Chú cảm nhận được là 90%. 90%. Thôi bây giờ mình liên tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó. Nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Yeah. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ. Yeah. Sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Ôi. Thật lòng mà nói
đi đi các cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. À, cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới, rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Gặp nhà gái xong cái mình bàn, xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được, được, được. Được, được ha? Ok, ok. Vậy là ok ha? À, ok. Dạ. Chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời vậy luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Chí, nhất trí. Nhất trí. Bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại nhà chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau để chúng ta cùng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn chương trình. Yeah. À, chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú, mẹ con sinh năm 1956. Ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa và một phần cũng là do con. Con không đồng ý chuyện đó cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi. Mẹ không có người nào, con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quyền Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi. Không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trở trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thật ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh. Thôi, chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn trong cuộc sống này. Đến tuổi này thì chúng ta cần rất rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi. Đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới với tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt đó nha Lan. Hãy tìm cho một người đồng hành. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói, em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Hôi. Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ, chú Quyền Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quyền Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Mời nhà trai. Mời anh trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Rồi giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em tên xin tự giới thiệu. Em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông, đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh. Dạ. Dạy Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ con xin chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền. Em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn. Hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á, thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á, thì
đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc. Và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi. Chứ còn nếu mà nhà có khách thì vẫn là mẹ vào bếp. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ, điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu. Còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ hồi trước em dạy trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm. Lúc đó còn chắc là còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ có vẻ là nó sùng đạo quá thì em không có theo đạo á, không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm? Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng dài lắm. Hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có 2 mối tình đi qua cuộc đời thôi mà nhẹ không sâu sắc lắm. Không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi. Thì cảm thấy là hai bên không hợp á, thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này. Hy vọng là nó sẽ đậm đà ha. Nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ anh, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40. Không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua anh kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói, mơ tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa? Không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nha. Qua đây hôi nè, qua đây chút. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó. Mà chị thấy em là 3 cái là ngon rồi. Còn cái cuối cùng thôi. Không trắng, gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy. Thì vậy đó dễ mà chị, phơi nắng. Phơi nắng. Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Rồi em, thì chỉ có 4 cái đó thôi hả? Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bày hay quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không? Dạ, dạ không có. Mà mỗi người thì có cái quyền tự do của mình. Thì ví dụ như bạn gái muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn bạn không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mới hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên đây thế nào. Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người con gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai tôi hỏi nè. Không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gì gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi. Rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Con thấy nước da của chú đàn ông con trai thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói đâu mà ra. Như chú Quỳnh Linh thì con không tính là hói đâu ạ. Tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á.
tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi con mình rồi chị. Không sao, có anh Quyền Linh. Để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Hiền có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Huyền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. Người đó có hợp với tính của Huyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Huyền. Thế anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi đúng tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ, yeah. Chào em. Hôm nay có con sách mà tặng em. Mà sống nhau với vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh, em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền. Kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại này anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành á. À, anh ở Trân Thành ạ? Em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Cách cũng rất là gần. có gì sao chương trình rồi. Nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Ôi giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi. Chứ ngoài ra là không có lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau thì trong những lúc mà xích mích á, thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ. Kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào? Về kinh tế á, thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em, mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải có giữ lại cho mình để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá. Con cái. Tính kết hôn đi. Ai thích trai gái như thế nào đó? Anh không có quan trọng trai gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh à, Đỗ à. Đỗ, Đỗ anh, hả? Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Hoàng Thị Huyền, tên đẹp quá. Em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Đăng Khôi. Thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Nó là nick Facebook của con trai em sau này. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao. Nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á, thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào. Nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó. Là nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ đợi nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nghe, cho nên là lẹ cưới, lẹ đẻ con mới lấy được cái tên đó. Bây giờ đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Yeah. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng, sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được, nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng một năm hoặc một năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để
tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường. Trở về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên Speakable nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó là... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh Hùng Linh, cảm ơn chị Lê Quang, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chú, cảm ơn chị. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ, 202 ạ. 202 hả? Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Ở nhà trai. Rồi, ngồi đi anh trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Đẹp. Wow. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ, hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi. Cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em dạ em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nhưng mà thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi ạ. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp chín. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em.
Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi em lo gì. Ừ. Trời ơi. Ừ, đó mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha. Giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Thì mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi. Nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê chắc em hay cái gì thì em cũng cười, không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu với bạn. Ai như bà Lan mà tới bà mết nên bà quạo năng lượng mới xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui, còn bà sai bà tá quả mình mặt quạo. Sao nhờ chị dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn, khỏi. Thấy luôn. Nam định vô thấy bên này hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đưa mặt. Quýnh này đương đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À vậy hả? Không, bên đây nóng quýnh à. Chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gài á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao. Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô và lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là cũng may mắn lắm rồi đó thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay. Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình á là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm. Nhưng mà em không biết. Nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau một thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là coi đấy có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó. Làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền. Mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị. Tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái... Im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ, em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ, dạ. Mà nó vui. Nó vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi, kệ cũng phải vui bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Riết một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không?
Dạ có một mối ạ. Trời ơi, ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. À đúng rồi, mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ, giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn một năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm tình trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh, nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ. Rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được, đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em, thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải chung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai chung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi, đừng nói tránh những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi, như cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải chung tình nha. Dạ, đừng dạ. Nói có gì cái nói tôi không chung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Chung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin, con xin chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ, dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn hả? Dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi, làm như nó mới thôi nâu vậy, dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ. Như Lan và Điệp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào, mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Em cũng gửi anh thật. À, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi. Xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Biết nói gì. Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị. Dạ đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất dạ. Cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao nè, mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? À, em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân, cho nên là em cũng
đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau 2 lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ, nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ 2 lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân, cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự những lúc anh chết á, anh hay đi mua sắm, tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Trời thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh, chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thật sự là em nói hát trai không có hay lắm. Dạ không okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên dèm. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Rồi Bé Ngân hát đi Bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nó phải công viên. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam, thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han là em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thủy chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì đi nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi run quá. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay em hơi lạnh. Anh lạnh tại vì mới lạnh, nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nè. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Em đợi hoài đó. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình, nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác.
Có lẽ Ngân rất xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn lên nha em. Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Mùa Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đặc biệt ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai. Cảm ơn em. Cảm ơn. Họ gần yêu nhau từ bao giờ đó quý vị? J-Nup, siêu tiết kiệm sang. Yumi Discover Yamaha. Và chào người đẹp bên kia. Em tên là Ngô Văn Thiên, tên thường gọi là Hiếu Thiên. Em năm nay là 35 tuổi, rồi. Quê của em là ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng bây giờ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở đây. Thiên làm gì? Em có công ty riêng, tên là công ty em là Visa Hiếu Thiên. Chuyên về dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam. Và Việt Nam đi nước ngoài, đi Mỹ, Úc, Canada. Thiên 35 tuổi, quê Quảng Nam, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề visa du lịch. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh, chào tất cả mọi người và chào anh chàng bên ấy. Em tên là Trần Thị Thùy Trang, em năm nay 29 tuổi. Hiện nay em làm trợ lý cho hậu Phan Thị Mơ. Quê mình ở đâu em? Dạ, quê em là ở Gia Lai ạ. Gia Lai. Trợ lý của hoa hậu chắc cũng cỡ hoa khôi ạ. Dạ, chắc là mẫu hậu đó anh. Em là Trang đúng không? Dạ, mày muốn chị làm trợ lý cho em được đó. Được đó, dạ. Bên đây là Thiên Trang. Nghe nó hấp dẫn quá nha. Những cái ưu khuyết điểm của Trang là gì? Ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ và rất là hay cười. Em thì được mệnh danh là em có nụ cười tỏa nắng. Nhưng mà riết rồi cô em thêm một câu nữa là những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng. Nhược điểm của em thì em mắc bệnh não cá vàng. Em hay quên lắm. Em làm gì đó xong lúc sau mà không có ai nhắc nhở em là em lại quên. Trời đất, em làm trợ lý cho người ta để em nhắc nhở lịch người ta mà em còn hay quên nữa. Khi mà hồi hộp run hay gì đó là em hay bị quên những cái mình cần phải nói. Nhưng mà trong công việc thì cái gì thì em lại chuyên tâm để không bao giờ em quên nó. Thật ra em là kỹ lưỡng lắm, em rất là kỹ luôn. Chứ làm trợ lý mà dạ. Sao mà không kỹ được dạ. Đúng không? Còn cái gì nữa không? Em không biết bơi, vì không biết bơi nên là không bao giờ em đi biển. Tại vì em thấy người ta bơi mà em không bơi được, em khó chịu. Yên tâm bên đây có không biết là đây. Bên đó anh có thể em sẽ dạy cho em bơi được không anh? Thiên sẽ tập bơi cho Trang. Mai mốt ra Thiên sẽ tập bơi cho. Đó là điều em mong muốn đó anh bơi. Chứ em cũng sợ chết đuối rồi. Hồ bơi nó không một có mét... sâu đâu, có 1m2 à. Không sao hết. Là do em không có người đi cùng. Còn sau này em chính có người đi cùng rồi sẽ có người dẫn em xuống được bơi rồi. Yeah. Thiên cũng đâu có biết bơi đâu. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của Thiên đi. Em thì ưu điểm cũng giống như bạn Trang bên đó. Là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Và em cũng có được rất là nhiều tài lẻ. Ví dụ em biết pha chế, em biết nấu ăn, em biết ca hát, nhảy múa. Nếu như ai làm sao thì em bắt chước, em có tài bắt chước cũng hay ha. Cũng hay. Giống như bạn Trang hồi nãy nói thì bạn Trang rất là kỹ tính, sạch sẽ. Thì em thích cái điểm đó bởi vì em cũng rất là kỹ tính và sạch sẽ. Mai mốt làm trợ lý cho em nhưng mà đừng có quên bởi vì công việc của em là về giấy tờ cho người nước ngoài và Việt Nam. Hôm nay mà quên trả hồ sơ, tối nay người ta bay là coi như đền vé máy bay cho người ta. Em có tật xấu gì không Thiên? Tật xấu thì cũng có chứ. Ví dụ như là em mà nói gì ai không nghe á thì em cũng hay càm ràm lại á, đặc biệt là em gái em. Hay nữa là em ngủ cũng đôi khi cũng ngáy nhẹ, ngáy như tiếng đàn thôi. Nhưng mà trời ơi, ngáy mà như tiếng đàn đó giờ tôi mới nghe. Ngáy như tiếng đàn, không biết đàn gì đây. Đàn tơ rưng. Còn gì nữa không nè?
Dạ. Còn tật xấu thì em nghĩ là người khác sẽ tìm hiểu mình và phát hiện tật xấu của mình nó sẽ hay hơn là mình tự nói. Nếu mình nói ra thì đâu là tật xấu. Dạ. Giờ khai tật xấu ra tốt hơn, chứ để nữa ta phát hiện ra nguy hiểm lắm. Em muốn anh nói tật xấu của anh hay là em tự tìm hiểu? Dạ, nếu như được thì anh cứ nói đi anh. Còn giả sử như em biết đâu em là người kỹ nên em sẽ soi ra nữa thì sao anh? Nhưng mà anh nói thiệt em Thiên nha Thiên, em cũng đẹp trai đấy. Sao mà giờ vẫn còn ế? Đó, tin điều đó. Tôi cũng định hỏi câu đó đó. Thật ra là ế không phải là ế chị, mà là đó là xu thế hiện nay á chị. Đúng rồi đó anh, em đồng ý quan điểm này. Nhưng mà trước đây mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua được 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối tình mới nhất đây nè, là bao lâu? Cách đây thì 3 năm anh. Mối tình nó mấy năm? Cũng 3 năm. Ồ. Trời. Dạ. Vậy là em cũng yêu sâu đậm quá hả? Đó là nhược điểm của em đó. Em là người tiếp người sống tình cảm. Nhưng mà lý do gì quen 3 năm là cũng lâu mà bạn tìm... em lấy chồng nước ngoài chị. À, đang quen với em mà sang ngang luôn vậy đó hả? Bạn đó có quen trước rồi, xong đó là quen với em. Bạn đó cũng muốn đi nước ngoài để định cư. À, rồi sang ngang luôn. Ấy lấy chồng trước em ha? Không, người ta lập gia đình trước em chứ không phải lấy chồng trước em. Nói chung là nhìn em thấy hồng nhan bạc phận quá. Bên này mình thì sao? Em mà bao nhiêu mối tình rồi được? Em chưa trải qua mối tình nào. Cái gì? Cái gì? Nỡ còn có chí phèo cho em không có ai hết á. Bản thân em có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là em sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Cũng như anh đã nói, tức là yêu ai đó thì dành hết tình cảm cho họ. Ví dụ như bản thân mình đang còn yêu say đắm quá mà tự nhiên anh đó bảo là cô gái này không hợp với bản thân mình thì thôi chúng ta không hợp, ta chia tay, thì cái cảm giác lúc đó em biết là cái là em sẽ rất đau khổ. Nhưng mà toàn là em đang tưởng tượng chứ em chưa bao giờ biết. Đúng cái sự em tưởng tượng sai của em đó. Sai rồi, em bậy rồi. Nên là em tại vì chờ á, cái cảm giác cô đơn á nó ghê gớm thiệt. Dạ, nhưng mà rồi. Cái cảm giác khi yêu á nó sung sướng lắm. Em là đã phí gần nửa đời người rồi. Dạ. Hôm nay phải yêu cho lẹ. Tại vì mình có yêu rồi, dù mình có chút đau khổ thì nó thêm cái hương vị của cuộc sống, nó thêm kinh nghiệm. Trời ơi, 28 tuổi mà chưa yêu một lần nào một cô gái xinh đẹp như vậy, nó phí vô cùng luôn. Em cũng rất là cảm ơn người bạn của em. Bạn là phóng viên, bạn ngồi khai thác em hết, em ngồi em khai hết. Em tính em thật thà lắm, có sao em nói vậy. Về tự đi điền danh sách vô tự nộp cho chương trình. Đến một ngày đẹp trời gửi qua cho em một cái tin nhắn: tao đã đăng ký xong rồi, mày chỉ cần chuẩn bị đồ đẹp và lên trên chương trình thôi, còn lại tao đã đăng ký cho mày rồi. Hy vọng là nếu như anh quen em lâu dài thì đừng để phải bỏ rơi em là được. Sao? Chờ anh nói em nghe, 28 tuổi mà chưa có người yêu á là một cái dấu chấm hỏi nhiều người đặt ra. Coi là giới tính con sao. Dễ thương á. Nhiều tính của em á cũng cá tính lắm á. Dạ đúng. Nhìn rồi anh. Nhìn ra vẻ xinh lắm anh. Hơi một chút xíu đàn ông. Xinh lắm hả? Xinh, dễ đẹp. Thương. Tiêu chí của em là phải trắng, đẹp và thơm. Trắng, đẹp và thơm. Xinh thì có nhưng mà thơm thì chưa thấy. Chứ em phải ngửi tự đúng không anh? Đúng anh rồi. Anh ơi, em là có một cái đam mê, đó là đam mê nước hoa. Anh muốn em thơm thì anh phải mua nước hoa tặng em đó nha. Anh còn thích đó. Anh thích đó. Bây giờ anh hỏi em nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là phải thương em. Không hói, không hút thuốc. Ủa đang nói anh hả? Anh không, em không nói anh đâu. Nói thật anh là mẫu người đàn ông mà em thích đấy anh ạ. Vậy hả? Dạ, anh không có hói, đối với em anh như vậy là không có hói đâu ạ. Anh đẹp rất là đẹp trai luôn. Dễ thương quá. Em không thấy một điểm mà mới nãy anh nói có dính đó. Nói đại đi em. Anh ngủ ngáy ạ. Không, ta ngáy như tiếng đàn. Ngáy như tiếng đàn. Ngáy như tiếng đàn. Em không thích trai để tóc hai mái ấy. Thôi, này nó không có mái nào thôi, luôn, không chịu mà hai mái cũng không chịu. Cô khó chịu quá, tao mấy mái kệ người ta. Miễn ta đẹp, tao thương cô được rồi. Còn hai mái, ba mái chi nữa. Em sợ ngã rẽ hai đôi đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi đó. Thôi được, anh ở đây là đẹp trai nha. Dạ. Dễ thương nha. Cười tỏa nắng. Trời ơi, bên đây cũng ta cũng dễ thương mà làm gì mà. Đẹp gái nha. Trời ơi, khen nhà trai dữ vậy trời. Chị, chị nhìn kỹ mà Trang, chị. Trang nói sợ yêu hả? Người ta nói là yêu thì lỗ mà không yêu thì khổ đúng, khổ, đúng không? Bình thường là em nhưng chịu khổ sau 28 năm rồi. Thà chịu lỗ hay thà chịu khổ? Lanh quá à, hai người này thiệt lanh dễ sợ luôn. Nghĩ chắc MC đi xuống luôn chứ không cần ngồi đây quá. Dạ, lần đầu tiên thì phạm chị Cát Tường đẹp quá. Đẹp trai ha, đẹp gái ha. Bây giờ cô này cũng chưa có mối tình nào hết trơn á trời á. Dạ. Nếu mà vô cái là coi như em là mối tình đầu đó. Em có muốn em làm mối tình cuối luôn không? Có chị. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là tiến tới luôn được? Được là em quất liền á chị. Liền là bao lâu? Bị... Dạ. Tôi hỏi đám cưới. Đâu ra quất liền vậy? Hợp nhau, hợp nhau là mừng tới à. Mừng cái gì? Được, em chỉ cần yêu anh còn mọi thứ để anh lo. Ba lo vậy anh. Có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ không? Bài hài.
Trời, nghe từ bầy hay thấy ghê quá. Thích người phụ nữ, người ta nói ở nhà là như con sen, phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nóc, ra đường thì như bà hoàng, lên giường thì đi ngủ giùm em. Gì? Lên giường hay đi ngủ anh? Chứ nhiều người lên giường càm ràm em sợ. Gì có chuyện giường chiếu đây nữa. Cũng dí dỏm hài hước lắm. Điều gì em ghét nhất ở đối phương? Đừng nhiều chuyện. À, chuyện nhiều có thể kể em nghe, em có thể lắng nghe hết được. Ngồi lê đôi mắt là bà tám hay là không được đúng không? Ngồi lê đôi mắt thì không được. Có làm dâu không? Dạ không. Lấy nhau gì thì sống với em mà yên tâm, em có căn hộ riêng. Chúng ta tham khảo người thân coi sao nha. Tình hình là em đi với lại bạn thân với lại em gái. Em ruột á hả? Dạ. Để rồi, nghe ý kiến em ruột trước cái coi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Dạ em thấy chị gái bên này rất là xinh ạ. Em thấy cái ưu điểm nhất là gọn gàng này kia, là anh em rất là thích gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng mà em chịu không? Em chịu chị dâu tương lai không? Dạ em chịu ạ. Chịu. Nhìn chắc chị rất là dễ thương à. Rồi, vậy là tốt rồi. Đâu, bạn thân nào đâu? Thân ai nấy lo hả? À, dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, em là em tên Nguyễn Gia Huệ. Em là bạn thân của Thiên. Thiên á, thì là một người đàn ông hiện đại. Còn bạn gái kế bên á, thì cũng rất là xinh. Nhưng mà nói hơi nhiều. Bạn Thiên cũng nói rất là nhiều. Nên hai bạn này lấy nhau chắc là ha, lúc nào cũng vui vẻ ha, gia đình vui vẻ. Thì em thấy hai bạn rất là hợp. Về khuôn mặt cũng hơi giống giống nhau. Người ta nói là có duyên phu thê đó chị Cát Tường. Phu thê. Rồi cảm ơn ý kiến của bạn. Hôm nay mình đi với ai cưng? Dạ em đi với những người bạn thân thiết nhất của em. Cũng là những người bạn thân thiết. Và trong đó có người mà đi đăng ký tới chị. À đâu. Vậy là em gái anh cũng đăng ký cho anh đó. Thấy anh ấy lâu quá muốn tìm bạn cho nên đăng ký. Vậy là vô tình mà chúng ta gặp nhau phải không anh? Đúng rồi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào quý vị khán giả trường quay và chào bạn nam bên đây. Thì em là bạn thân của Trang, cũng làm cùng một team với nhau. Trang theo em cảm nhận là một người là cực kỳ tốt, thiên về gia đình. Bạn bên đây thì em thấy cũng sáng sủa đẹp trai, công việc thì cũng ổn định, đẹp trai quá nên cũng lo cho Trang. Tới bây giờ 35 tuổi mà vẫn còn độc thân thì đó là cái cũng là cái dấu chấm hỏi. Độc thân chứ không phải ế, mình đẹp trai cho nên ai cũng nghĩ mình có bồ đó anh. Cứ như là thả thính ai thì người ta cũng không sợ, dám đúng không? Ta lo đúng không? Dạ. Tóm lại là được đó Trang, Trang chọn đi Trang. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Kéo ra. Kéo hàng rào. Chào Trang. Dạ chào anh. Tặng cho Trang cái bó hoa. Còn em tặng anh 4 bức tượng. Anh có thể lấy ra xem về 4 bức tượng này nó có một ý nghĩa. Cảm ơn em, nhà anh có 3 bức như vậy. Dạ vô tình là đúng rồi anh. Đúng rồi. Làm như hai đứa nó quen từ lúc nào nghe vậy ta? Thân dữ vậy không biết. Không nghe, không thấy, không nhìn với là chuyện ở người khác thôi. Còn anh luôn nghe, thấy và nhìn. Nhưng mà đối với em là em sử dụng cái từ cuối cùng đó đang. Tức là dùng đầu óc và trái tim để cảm nhận cảm về em. Cảm nhận em đó. Đúng rồi. Thôi bây giờ em muốn chứng minh gì, em hát hò gì, em thể hiện tài lẻ của em cho bạn gái xem đi. Thường là em thích nhạc của ai? Anh là hát bolero. Anh có thể hát những gì anh thích ạ? Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi. Nhớ em có nhớ gì tôi? Từ đây vui với đời sương gió, vui với rượu nồng, với chính tôi. Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Bao đêm ngồi nhớ nhung ơi là sầu. Tình buồn như lá vàng rơi, còn gì đâu nữa em ơi, duyên kiếp giờ mình chia hai lối. Không, cái bài này là do ngày xưa bạn gái tôi đã chồng mình hát. Người ta chưa có một cái mối tình nào hết trơn á. Mới mở màn lên gặp người yêu lần đầu tiên ấy, chia tay đốt phòng lòng nhảy rồi. Thôi bỏ qua. Có cái gì nó vui hơn không? Gì đấy? Bút lại câu này cho nó dễ nè. Em gỡ điểm lại nè. Được không? Được. Hòn lửa xa vào đôi mắt em. Về đây
cháu làm tóc xòa bên rèm thấm ướt. Đó, được chưa anh? Cuối cùng thôi giờ á, hai bạn làm một cái gì chung với nhau đi, đi nhảy hợp không? Lý dạ, em có thể nhảy được một chút xíu. Chiều. Âm nhạc. Dừng lại, nhảy như này chắc tới sáng luôn á. Rồi, cảm ơn em. Nữa bắt tay nữa. Thôi bây giờ em hồi hộp á. Nãy giờ mình giao lưu về mặt văn hóa nghệ thuật rồi ha. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Trang hồi nãy nói là không biết bơi, anh có thể tập em bơi. Dạ, em cũng đang cần một người tập em bơi và tập em nhảy. Em thích đi du lịch không? Dạ, em rất là thích đi du lịch. Thì mai mốt anh có thể làm visa cho em đi du lịch. À, đi các nước phát triển à? À, em đặt mục tiêu cho mình là 23 tuổi là tốt nghiệp xong thì đến năm 25 tuổi sẽ có một người bồ đi chơi, đi du lịch. Đến năm 27 tuổi cưới thì cuối cùng là em bị chạch đường ray quá nhiều nên hôm nay em phải đến đây và em rất là mong tìm được một người để đồng hành với em đi du lịch. Em có một người dì và muốn một người dượng. Dượng em nói với dì em một câu nói này nè, dù bà già cỡ nào tôi cũng dẫn bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hồi trước anh cũng giống như em đó, là cái đưa ra cái mục tiêu cho mình là 35 tuổi là mình sẽ cưới vợ. Nhưng bây giờ gần 36 rồi, cho nên cũng lố một năm rồi đó. Anh cần một người vợ để đồng hành cùng anh hay là anh cần một người vợ ở nhà phụ anh? Nếu như mà người vợ có thể giúp anh thì càng tốt, bởi vì làm trợ lý cho mình thì nó dễ hơn, yeah. Đúng không? Nhưng mà cuộc sống hiện đại mà, thì tốt nhất là người vợ cũng phải đi làm với người chồng của mình để góp công góp sức, chứ không có thể mà người vợ ở nhà lo gia đình không. Bởi vì thứ nhất là vợ mình sẽ buồn đi, ở nhà hoài thì vợ mình sẽ chán, sẽ dễ bị stress. Em cũng có học thêm một ngành dược. Em tính là định hướng là em sẽ mở quầy thuốc và em có một công việc riêng. Người chồng tương lai của em sẽ có một công việc riêng và hai người hỗ trợ cho nhau. Có những người chồng là họ không muốn vợ đi làm tại vì cảm giác là đi làm rồi quen người này người kia hay ghen này nọ nọ kia thì nó không, lại không anh thì không có nghĩ là như vậy. Nếu như những gì của mình là của mình không ai giành được. Anh ở chung cư thì anh ở khu nào vậy? Anh quận ở Thảo Điền. Thảo Điền. Thảo Điền quận 2. Chắc qua xa nhà em hơi xa rồi. Em ở đâu? Dạ em ở bên Hóc Môn. Nhưng mai mốt nếu mai mốt em chuyển về Thảo Điền thì em có chuyển không? Xích giá phong phu anh. Mỗi người nói một câu nữa thôi. Cảm nhận về đối phương. Chắc em thích màu trắng đúng không? Hôm nay tình cờ gặp hai đứa mình mặc màu trắng hết. Dáng của em đẹp, anh thích nhìn em dễ thương. Ánh mắt của em sống nội tâm, tình cảm. Còn đối với anh em cảm nhận một sự chín chắn, chững chạc của một người đàn ông. Hết thời gian. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đã trò chuyện với nhau nãy giờ rồi. Chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại các bạn. Kiểm tra xem tim mình có thổn thức hay không. Bấm nút là trao duyên với nhau. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Cảm ơn em. Cảm ơn. Họ gần yêu nhau từ bao giờ rồi quý vị? Tay nắm chặt ha. Nụ cười rất là tươi, giống như bạn gái này nói đúng đó. Hình như có gương mặt phu thê thì phải. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Đây gửi tặng các bạn. Cảm ơn anh. Một nụ hôn đi nào. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú.
hôm nay công việc của em đi làm có mệt không? Mệt. Ờ, thì em có áp lực gì không? Ừ, cũng áp lực. Ờ, thì anh cũng là muốn chia sẻ với em á, thì công việc của mình á, thì có những khó khăn nào á thì mình có thể chia sẻ với nhau được. Thì massage kiểu gì vậy trời? Giờ đó không phải người dân đâu. 30 giây nữa tiếp tục trò chuyện. Em ở công ty á, em có khó khăn gì không? Mà ở công ty thì nhiều người ăn hiếp em, tại em thường. Thì cái này thì mình nữ mà mình vui. Trời ơi, nghe vợ bị ăn hiếp mà sao nó nhiễm dung vậy? Để cho người ta ăn hiếp luôn. Chồng vợ gì đâu mà vợ. Trời ơi, con vợ ở nhà đi làm về mà bữa nào cũng ủ buồn mà. Cứ nghe có công ty có người ăn hiếp là chồng rồi hỏi ai? Hiếp em, cứ lên em coi. Anh nói chuyện với người ta. Chồng gì hiền quá vậy. Ngày hôm nay thì bạn trai của Tường đang ngồi đây rồi. Còn bạn gái của Tường như thế nào? Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái vào ngay quý vị nha. Rồi, mời em. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nè. Hai bạn đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thật to rõ để đối phương có thể nghe được những thông tin của mình nha. Mời em trai. Dạ vâng, em là Bùi Văn Tiến. Năm nay em 31 tuổi. Quê gốc em là Nam Định. Và em là ở Bình Dương. Ở với mẹ Bình Dương. Và em làm ở dưới quận Tân Bình. Hiện giờ đang làm gì ở Tân Bình? Dạ, làm tổng đài viên. Tổng đài viên? Dạ. Tổng đài viên là làm gì cụ thể? Là trực bên tổng đài, bên Viettel á chị. À, để ai gọi ra gọi vô tư vấn rồi này, kia hỏi gì đó phải không? Giải đáp đó phải không? Dạ, đúng rồi chị. Ủa, vậy là mẹ bây giờ vẫn ở dưới Bình Dương? Dạ, đúng rồi. Vậy là em ở trên này một mình? Dạ, vâng, em ở với chị gái. Ở với chị gái? Chị họ. Rồi, vậy có hay thường xuyên về thăm mẹ không? Dạ, thì một tháng về lần, hoặc khi nào mà thời gian off á, mình có thể về liên tục. Rồi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em là Hoài Thương, em 29 tuổi, em đến từ Bình Dương. À, ở Bình Dương luôn, dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em làm nhân viên phòng nhân sự, cũng ở Bình Dương luôn. Thế nói em ở Bình Dương, em ở huyện nào? Dạ em ở Bến Cát à. Em ở gần cái khu Đại Nam không? Dạ gần à. Rồi thôi, dù sao cũng là ở Bình Dương rồi, cũng tiện rồi. Nhưng mà hiện giờ là đang, vậy là bây giờ phải về thăm mẹ thường xuyên hơn. Rồi nếu mà yêu xa thì em ngại không? Em cũng không ngại lắm chị. Giờ dạ. Cũng có công nghệ, cũng hỗ trợ ha. Dạ. Quan trọng là mình yêu thương, quan tâm đến nhau thôi. Dạ. Rồi, thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á, là em cũng biết nấu ăn chút chút. Em biết lắng nghe. Còn điểm yếu của em á, là nhiều lúc em thẳng thắn quá. Nói chung là em nghĩ là em nói cũng mất lòng người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Rồi, còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì tí? Điểm mạnh của em thì lắng nghe. Tại vì em là một nhân viên chăm sóc khách hàng á, là luôn luôn lắng nghe của khách hàng. Mình có thể là người đàn ông á, thì mình là luôn nhường nhịn đối phương của mình. Và mình hiểu tâm tư của đối phương á. Nghe là một chuyện mà hiểu là một chuyện khác. Dạ, còn có nghĩa là mình sẽ quan tâm và hiểu và lắng nghe bạn nói nhường nhịn bạn gái. Mà nghề này cũng ngọt ngào, cũng phải nhẫn nại lắm đúng không? Dạ, vâng. À, cũng được. Vậy khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì em hơi quên một xíu rồi. Em làm trong nghề em là bao nhiêu năm rồi? Được 2 năm rưỡi rồi. Trước khi làm ở đó em làm gì? Trước đó thì em cũng ra mở cái tiệm mua bán giày á, nhưng mà không có thành công nữa. Rồi bây giờ mình định làm nghề này bao lâu? Mình thấy ổn chưa? Hay là mình còn vọng động, mình còn thay đổi nữa? Hay là mình thấy ổn định rồi? Cái này, cái nghề này cũng được chị, ổn định luôn. Nay em làm giờ hành chánh hay làm như thế nào? Giờ giấc như thế nào? Dạ, em xây ca. Vẫn có thời gian để rảnh rỗi, để có những cái việc riêng ha, cá nhân là vẫn có. Hẹn hò với bạn gái vẫn có đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đồng ý. Ủa, từ thành phố bây giờ đi về nhà em như vậy hoặc là về chỗ nhà bạn gái là mất bao lâu? Khoảng đi tầm nửa tiếng. Cái gì, từ Sài Gòn xuống Bến Cát mà nửa tiếng? Không, đi đường vòng á, đi đường kia trên đây nè. Tàu lao, đi có hơn 1 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng đồng hồ. Không, đi về nhà em là 1 tiếng rưỡi rồi. Đi ra cái cát gần mà. Qua Đại Nam á, đi qua khúc bên kia kìa. Còn khúc đường á. Ồ, rồi vậy hy vọng là các bạn sẽ có nhiều thời gian để dành cho nhau ha. À, tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Tụi em chia tay cách đây cũng 1 năm. 1 năm, mình quen nhau được bao lâu cơ? Dạ em quen khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Em quen bạn đó là người nước ngoài á chị. Rồi nhưng mà tới cái thời điểm nào đó thì mình nhận thấy được là nếu mà quen tiến tới thì sẽ khó hai bên. Một là ảnh ở bên này với em, hai là em phải thương bên đó sẽ khó. Dạ. Rồi vậy là chia tay luôn, không có cách giải quyết. Ảnh cũng không chịu theo em mà em cũng chưa chịu theo ảnh. Dạ.
Vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn. Rồi chia tay mối tình nó buồn không? Bây giờ còn qua lại không? Dạ không chị. Anh còn ở đây không? Anh về nước luôn rồi. Dạ anh về nước rồi chị. Rồi từ đó đến nay là chưa tìm thêm được mối tình nào hả em? Dạ không. Còn em tình trường sao? Em cũng chuyện chạy qua một mối tình. Được bao lâu? Chia tay 30 tháng 4 mới đây thôi. Thì tại vì em cũng xác định bạn gái đó là em muốn tiến tới luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì cái đợt mà 30 tháng 4 làm cái Sài Gòn bị dịch á, thì em cũng đã tính ra ngoài Vũng Tàu em cầu hôn bạn gái đó. Xong cái 29 tháng 4 thì em có cầu hôn ngoài công viên á. Thì bạn kêu là để thời gian suy nghĩ, thì em cũng bảo em cũng chấp nhận thôi. Thì sự sự này em không ép. Thì nếu mà có họp thì bạn nó sẽ tiến tới với em. Thì bạn ấy được suy nghĩ khoảng là vừa cầu hôn xong thì sang ngày 30 tháng 4 luôn á là bạn về bạn kêu không hợp. Một tháng sau bạn cứ nghĩ mới. Vậy trong quen một năm đó mình đã tìm hiểu nhau như thế nào? Em thấy phù hợp không mà em quyết định tiến tới hôn nhân, hay là tại vì em muốn lấy vợ cho nên là không? Em thực sự thì em thì trước khi yêu á thì em sẽ xác nhận, mình sẽ là xác định trước một điều là thì mình có yêu, có thích người đó thì mình mới tiến tới thôi. Và khi mà mình yêu á thì mình sẽ trước tiên là mình nhường nhịn bạn ấy. Thì trong cuộc, trong mối tình nào cũng vậy á, người đàn ông cũng phải đều phải nhường nhịn người phụ nữ. Nhưng mà cái câu chuyện này nó cũng còn mới quá, giờ em đã thật sự quên được chưa? Dạ rồi em quên rồi, khoảng 4 tháng rồi đó. Thực sự 4 thì, tháng? Dạ đúng rồi, tại vì trong tâm niệm của em á thì thực sự là bạn gái đó đã dành tình cảm cho em thì bạn sẽ không bao giờ buông. Nếu mà bạn chưa đủ lớn, bạn không thích em á thì thực sự thì không thể nào ép được. Bạn không thể, chưa có tình yêu, chưa có lớn cho em á thì em cũng không thể ép được. Coi như là mình quên chuyện đó rồi ha. Dạ. Thôi bỏ qua chuyện cũ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai là có chí cầu tiến, biết lắng nghe, chia sẻ, biết thông cảm, là biết quan tâm. Về ngoại hình? Cao hơn em tầm 1m67 trở lên. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc, bạn trai là có hình xăm. Có không em? Không chị. Có hút thuốc không? Không. Có hình xăm không? Không. Em tứ đầu tường là không có. Tứ đầu tường không có. Trời, nhìn vậy mà ngon làm miếng vậy đó hả? Dạ. Hơi bất ngờ nha. Cao 1m mấy? 78. Cao 1m78. Được chưa? Rồi, thế em muốn tìm một mẫu người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Đối với em á thì bạn gái mẫu và vừa truyền thống vừa hiện đại. Hiện đại là mình trong ra ngoài xã hội thì sẽ theo nhịp sống hiện đại. Thì về gia đình á thì sẽ là về cái mẫu truyền thống. Thì mình có thể là một người phụ nữ rất là luôn vun đắp cho gia đình. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Em sao cũng được thôi mà. Sao cũng được, sao được. Cũng phải có lựa chọn theo gu của mình chứ. Thì nhưng nói chung là biết lo cho gia đình là được rồi. Không cần đòi hỏi gì. Bản thân mình có tật xấu gì không? Em á, tật xấu thì nó ngủ hơi bị ngáy một tí. Ngáy một tí, tí là cỡ nào? Âm lượng ra sao làm thử cái nghe coi. Khò khò. Hả? Khò khò. Khò khò. Sao em biết em ngáy? Ai nói cho em nghe? Em trai của em ghi âm lại. Ghi âm lại? Dạ. Mình nghe một cái việc mình không? Cái hồn. Cái hồn không hả? Dạ. Và em nghĩ người nằm ngủ bên cạnh em ta ngủ được không? Nếu cái nói thì mình bỏ được rồi. Bỏ được, cũng ngáy sao bỏ được. Nói đùa thôi, nhưng mà quen á, thương rồi thì nghe tiếng ngáy đó cũng thương. Nhưng mà nhiều khi á, mình ráng ngủ trước chồng đi. Chứ để chồng ngủ trước mình khỏi ngủ luôn. Còn nhiều khi tắt nó cứ bóp cái nó nín à. Cái đó mình ráng mình ngủ, cái nó ngáy nữa mình tắt cái. Giỡn thôi, nhưng mà cái đó mình đâu có được cũng được. Nó được, ngáy nhẹ nhàng ha, ngáy thô bạo lắm mà. Em không biết nó, nhưng mà thấy chị âm hay là... Vậy lắm hả? Dạ. Có điện thoại với âm nó theo đây không? Dạ. Rồi nói đùa thôi, bây giờ đâu đâu gì coi hình ảnh của em nha. Đây trong này có một chàng trai đó đó, em lựa thử coi. Anh nói cao 1m78, lựa đi. Còn bốn cô gái đó có một cô. Anh có gợi ý cho em? Cao nhất trong đó. Em có gợi ý gì cho người ta không? Người nào mà vừa nhỏ vừa dễ thương vậy. Một của anh. Trời ơi. Tại sao chọn anh đó? Trong ba anh còn lại tại sao chọn anh đó? Em thấy anh cũng cao cũng gầy. Mà nếu là cái mặt anh đó thì em chịu không? Trong hình như ngoài cho em coi mặt ở ngoài không biết. Trời ơi, cũng kỹ lưỡng quá. Rồi đó hôm nay. Tại sao chọn cô đó? Trẻ biết đẹp biết chọn. Không phải là trẻ mà là mình nhí nhảnh nhá. Nhí nhảnh rồi. Để xem. Rồi, ok. Bây giờ xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. 1 2 3. Chào em. Tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm nhận đầu tiên khi mở cửa trái tim ra như thế nào? Thì cũng bất ngờ.
ngờ sao? Đúng người mình chọn mà. Đúng rồi mà. Vậy sao bất ngờ? Thì là xinh hơn nữ trong hình. Ồ, còn em sao? Em cũng bất ngờ là em chọn đúng. À, rồi sao so với trong nãy hỏi cái câu kia đó, anh đó em chịu không? Em nó phải nhìn ở ngoài mới biết, bây giờ nhìn ở ngoài thấy sao? Dạ, cũng được. Cũng được. À, bây giờ nè, bạn nam ta có quà nè, bạn nữ mình không chuẩn bị quà, mình phải có quà tặng. Bây giờ mình hát tặng một bài, tặng bạn trai được không? À, em không biết hát, em nói một câu mà Tuấn Hoa tặng bạn được. Rồi, mời em. Dẫn thân hở ai chỉnh, xưa lào cu hoa, dù mẹ dù dẫn thân tơ rẫn, như sân đưa những chi men. Dù diễn thân tơ rẫn, thân thai, dè huy, chủng phận. Ý nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa là tình yêu và duyên phận là một cái câu nói cũ rồi. Nếu mà không có người mà không có duyên á, thì một đời cũng không có gặp được nhau. Mà người có duyên á, thì có chia ly thì cũng có ngày chung phận. Hay, câu nói rất là ý nghĩa. Ok, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Bây giờ Cát Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian. Trước tiên là để trò chuyện với nhau trước. Có cái gì khó chị Tường mới vô giúp sức nha. Hãy thưởng thức một bữa ăn thật ngon, thư giãn đi tại nhà hàng Indochine. Và chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau. Mời thức ăn. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất bổ dưỡng, rất hấp dẫn của nhà hàng. Đây là món gà ác với dừa nha. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng, ăn thoải mái nha. Anh mời em ăn. Dạ mời. Công việc em làm ở nhà, ở gần nhà có gần công ty không? Dạ, nhà em cách công ty khoảng 8 cây số. Dạ. Thế là vậy là em đi về thường xuyên hay là em ở lại? Dạ không, em đi về về. Em cũng làm giờ hành chính thôi. Dạ. Thì anh công việc quan nhất là làm xây ca thôi. Là sẽ có ca 1, ca 2 á. Làm việc từ 6:30 đến 2:30. Dạ. Hoặc là làm việc từ 2:30 đến 10:30. Là công việc làm tổng đài viên thôi. Dạ. Thì cái mẫu người bạn trai em á, thì muốn chọn là như thế nào, hình tượng á, là đặt ra cái tiêu chí á, của người bạn trai á. Em cũng không có đặt cái tiêu chí quá cao, thì miễn là bạn đó là có chí cầu tiến, biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Nhưng mà khi mà cái quan điểm của em á, thì khi mà yêu á, thì có cái sự cái chung thủy hay không, hay là quen hay bao nhiêu? Dạ không, em là việc đó phải chung thủy. Thì cũng nói cái chuyện cũ của anh á, thì cái bạn gái trước đó thì cũng là quen hai người á, thì sau anh cũng muốn tiến tới rồi. Mà chuyện cũ qua thì mình bỏ qua đi. Anh là làm ở đây luôn, anh có hay về Bình Dương? Anh có một tháng anh về khoảng là 2 đến 3 lần. Dạ. Còn khi mà ngoài việc hành chính á, em có làm gì nữa không? Ở nhà á? Dạ không, em chỉ ở nhà thôi. Hoặc lâu lâu tỉnh thoảng thì đi gặp bạn bè. Thì cái sở thích của em á, có thích đi xem phim không? Hay là mình đi du lịch hay đi phượt á? Dạ, em thích xem phim du lịch. Dạ. Cái phượt á, hay là đi phượt, đi Đà Lạt á. Mình là có thể là đi trong một ngày, nó đi về nhóm bạn á. Thì có thích đi như vậy không? Dạ. Thì cũng anh cũng giống như em, thì cũng sở thích như vậy. Mời em. Dạ. Anh có dự định là mình sẽ về Bình Dương mình làm việc không? Tại vì anh làm công việc này á, thì anh có làm campaign của anh là YouTuber đó. Thì anh có kênh riêng á, nhưng mà anh muốn làm được 3 tháng thôi. Vậy là dự định của anh là sẽ phát triển ở thành phố? Đúng rồi, nhưng mà nhà ở Bình Dương mà. Tại đây là công việc thôi. Ở nhà thì nhà có nhà ở Bình Dương. Dạ, là nhà nói chung với ba mẹ hả? Đúng rồi, ở nhà với ba mẹ. Quen nhau á, mình có tiến tới á. Thì ý định của mình có thể, em có thể làm dâu không? Dạ, em không có ngại chuyện làm dâu. Dạ. Em cũng lên một người nhà. Dạ, em lên với mấy đứa em. Dạ. Thì hôm nay anh, cái bạn của anh cũng bận việc thì chiều á, thì không đi được. Khi mà em mới quen đó, thì em có thể là xác định khi nào mình có thể tiến tới lâu dài và tiến tới hôn nhân á. Thì giờ cái đó tùy vào cái mức độ tình cảm của mình thôi. Dạ. Ăn chưa? Trời ơi, gà ác bổ lắm luôn, khỏe lắm luôn á. Ăn chưa nè? Nãy giờ chị vẫn đang quan ngại cái vấn đề là hẹn hò đó. Dạ. Rồi mình đã sắp xếp được với nhau cái gì chưa? Mà đồng ý thì em có thể là thời gian rảnh đó, mà rảnh chủ nhật á, hoặc là những buổi tối em có thể rảnh em mới chạy qua được. Mình có chia sẻ về quan điểm về tình yêu hôn nhân gia đình chưa? Ví dụ như giờ lấy nhau thì muốn sinh mấy đứa con, kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Mình trao đổi những điều đó với nhau chưa?
Dạ em nghĩ là người phụ nữ quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Dạ. Em thì nghĩ như thế nào? Em thì là phụ nữ là còn giữ tiền bạc á thì sẽ giữ hơn. Tại vì khi con trai giúp thì mình có thể là mình mua sắm thì nó không có vượt nữa, mà không suy nghĩ đến cái khi mà cái trong cái số tiền trong thẻ mình có. Vậy đó giờ em có dành dụm được không hay là có nhiều xài hết nhiều? Thì có. Có là có xả láng hay có dành dụm? Có dành dụm. À có dành dụm. Vậy thì cũng là một người giữ tiền kỹ, cũng là quản lý được tài chính của mình đúng không? Dạ. Vậy thì những người đó thường người ta không muốn chia cho vợ giữ đâu, người ta nói thôi anh giữ được để anh giữ. Thì còn cái đây thực sự thì khi mà về mình có là về một nhà thực sự là cho người phụ nữ và người bạn đời của mình sẽ giữ cái tiền nông. Thật ra thì chị quan điểm nó cũng đơn giản thôi. Yeah. Bây giờ tài khoản hay két sắt thì hai chồng xài chung mà. Ai quản lý được mình chính thì mình cứ quản lý. Còn ai muốn làm gì phải bàn bạc. Quan trọng là tôn trọng, quan trọng là mình tôn trọng nhau, bàn bạc với nhau. Bây giờ anh muốn mua cái xe cái cổ, muốn đầu tư cái này cái kia, em muốn mở cái này cái nọ, mình bàn bạc với nhau hết. Chứ còn ai giữ nó cũng không thật sự là quá quan trọng, đúng không? Rồi, ok, bây giờ hôm nay em đi với ai? Dạ bạn em á, buổi chiều nay á bận việc có trời mưa đó, bạn không đi được, không một mình em thôi. Không mình em thôi. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ. Rồi mời em họ của bên gái nhà gái vô nha. Hello, chào ba em. Rồi bạn nào mới là em họ? Dạ cả ba. Cả ba luôn. Rồi là mình là chị em sao? Dạ em của cô dì chú bác thôi. Dạ. Thì chú bác là đây đây bốn người, không có ai anh em ruột hết, không ai anh ruột hết không? Dạ đúng rồi. Thừa hết không? Nói đùa thôi chứ có thân với nhau không? Có anh chị em mà có gặp nhau thường xuyên không? Dạ có. Em tên gì? Em tên Sương. Sương. Sương là hiểu gì tính hết của chị mình không? Cũng hiểu sơ sơ. Hiểu sơ sơ. Em tên Hưng, em là em họ của chị Hương ha. Thì chị Hương thì tính tình của chị thì chị cũng hiền, dễ thương, hòa đồng. Nhưng mà có cái gì tiêu chuẩn của chị hay cao quá trên hiện tại. Cao là sao? Ví dụ cái cao của chị sao mà nói chị nghe. Dạ, tại vì đa số hiện tại thì em cũng chưa thấy chị dắt những cái gì nhạc. Ồ. Dạ, cho nên em nghĩ là... Đoán là chị dạ, cao. Dạ, đúng rồi. Chứ nhiều khi chị ấy đó. Không phải dạ. Cao đâu. Khi mà tới chương trình này em cũng muốn chị tìm được người bạn trai, anh trai lý tưởng cho mình. Có thể tiến tới hôn nhân. Tại vì nay chị cũng sắp 30 rồi. Giờ mình xã giao với anh trai bên này cái đi. Dạ, chào anh ạ. Chào em. Anh rụt rè vậy mình làm anh đó. Rồi thấy anh trai như thế nào, nhận xét dạ. Thoải mái cho chị tham vấn nha. Bên ngoài thì em thấy anh cũng cao ráo đẹp trai. Ổn. Dạ, ổn. Nhưng mà em thấy thì cái khoảng cách hiện tại nó cũng hơi xa. Nhưng mà nếu như bình thường một như nãy anh nói thì một tháng anh về tầm cỡ 2-3 lần, thì nếu như anh quen chị em thì anh có thể thường xuyên về hơn không? Dạ. Tại vì công việc chị em thấy một tuần chỉ ảnh có bữa chủ nhật thôi. Cái đó thì thực sự thì em có thể sắp xếp được thời gian mà. Như là buổi chiều, buổi tối á thì chị của em rảnh nhất thì em có thể về đến chơi thôi. Thì không biết... ta nhiều khi về thành phố Hồ Chí Minh chứ nhiều khi cả tuần mới gặp nhau được một lần. Chứ ai cũng bận công việc chứ còn trẻ dạ. Mà lo sự nghiệp nữa, lo tiền tài nữa. Tuần gặp nhau bữa chủ nhật là cũng ổn rồi. Còn ví dụ lâu lâu có cái sự cố gì đặc biệt nhớ nhung bất chợt thì mình phải đến chứ. Dạ. Đúng không em? Dạ. Vu Lan chất nữ năm gặp nhau một lần, còn mình tuần gặp nhau một lần được rồi. Rồi bất muốn nhanh nữa lẹ lẹ rồi cưới luôn rồi để cho ở chung nhà thì đỡ phải không đi tới lui. Dạ. Ổn không em? Dạ ổn á. Ổn ha. Ổn ha. Rồi bây giờ cho chị mình lời khuyên coi nè. Rồi bây giờ sao nè? Bấm nút hay không nè? Dạ em nghĩ là chị nên bấm nút để tìm hiểu anh kỹ hơn. Tại vì qua chương trình cũng chỉ biết sơ về anh thôi. Mình cần cái thời gian dài hơn để tìm hiểu. Anh thua là có rung động hay không? Có rung động thì nên cho nhau cơ hội. À, rồi cảm ơn ba đứa em rất nhiều. Ý kiến ba cố vấn luôn. Hy vọng hôm nay là sẽ có kết quả chính xác nha. Cảm ơn ba em rất nhiều. Rồi về mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của chị. Ý kiến không cũng chưa đủ. Bây giờ cần có một cái sự va chạm hoặc một sự thấu hiểu hơn nữa để chúng ta đưa ra quyết định mình chính xác hơn. Mời hai bạn bóc một lá thăm của chương trình. Đọc lớn lên nhìn chị đi. Hãy tưởng tượng hai bạn đã là vợ chồng đang ở trong phòng riêng. Chồng hãy hoa kem dưỡng da tay, hầu yếm vợ mình, hỏi thăm vợ hôm nay sao thấy vợ buồn vậy, về công việc hay gì khác. Làm được không? Dạ, cái qua đây. Vợ nha, cái này là vợ mình đó. Trời ơi, tiết kiệm quá vậy cha. Rồi. Hôm nay công việc của em á, đi làm có mệt không? Mệt. Ồ, thì em có áp lực gì không? Ừ, cũng áp lực. Ồ, thì anh cũng là muốn chia sẻ với em á, thì công việc của mình á,
thì có những khó khăn nào á thì mình có thể chia sẻ với nhau được. Thì anh cũng muốn là cái chia sẻ cái bớt áp lực của em á, anh có thể chia sẻ được không? Thì massage kiểu gì vậy trời, giờ đó không phải người dưng đâu. 30 giây nữa tiếp tục trò chuyện. Em ơi, ở công ty á em có khó khăn gì không? Mà ở công ty thì nhiều người ăn hiếp em, tại em thường thì cái này thì mình nữ mà mình gì. Trời ơi, nghe vợ bị ăn hiếp mà sao nó dũng dưng vậy? Cái này thì do là công việc của em hay sao? Thì là công việc của mình nha, nhiều người ăn hiếp em á. Trong công việc thì mình cũng hiểu quá nên là cả hai luôn. Nếu mà trong công việc mà mình có không phải là quá hiền thì người ta cũng không biết ăn hiếp mình đâu. Vợ hiền quá thì ta ăn hiếp, giờ sao đây kia, vợ sao đây? Thì mình phải cố gắng lên, thì công việc á, thì mình cũng phải phấn đấu lên trong công việc á. Và trong công việc ở nhà, trong công ty và ở nhà nữa thì em cũng phải cố gắng lên. Dạ. Để cho ta kiếm cái chồng vợ gì đâu mà vợ. Trời ơi, con vợ ở nhà đi làm về mà bữa nào cũng ủ buồn mà. Cứ nghe có công ty có người ăn hiếp là chồng rồi hỏi ai? Cứ em, cứ lên anh coi, anh nói chuyện với người ta. Chồng gì thì quá vậy. Cái đó mình liên quan đến việc sự mà chị. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Thế kỳ 21 rồi mà. Cái tay ta mặt cái đỏ trơn cái tội kìa. Nãy giờ massage có cảm nhận được gì không em? Tay bạn gái hay sao? Rất là mệt, rất là mát, rất là mệt, rất là mát. Dạ. Có luồng điện nào truyền qua chạy qua chưa? Dạ là chắc là có rồi. Dạ. Sao em với cái bài ví dụ lúc nãy em cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận là anh này cũng hiền. Anh hiền quá, cái cách xử lý hiền quá ha. Dạ. Nhưng mà em có thích người chồng mình hiền như vậy không? Em nghĩ là nên là không phải là quá hiền, đó là mình phải có, mình là đàn ông là trụ cột phải bảo vệ vợ, bây giờ đó hiền rồi mình còn hiền luôn chứ. Ví dụ như vậy, em lúc đó mà vợ em mốt em với chồng mà về mà em chia sẻ với chồng em vậy thì em muốn chồng em nói gì hoặc là em muốn chồng em làm gì? Thì nhiều khi mình ăn hiếp thì chỉ cần chồng hỏi là ai rồi nói là sau này em nên để ý những người đó hơn. Đó là giảm cho mình cái vậy chưa? Rút kinh nghiệm. Nói chung là người ta làm gì biết không? Thì đó, cho tới lúc nào không nhỏ nhẹ cũng quen rồi, cái nghề nghiệp nó tạo nên tính cách con người. Nhưng thật ra bây giờ đó cũng là tốt đó em. Ra ngoài đường bây giờ mình xã hội phức tạp, đôi lúc một sự nhịn chính sự lầm nó cũng tốt, rồi từ từ thủng thẳng lên mình giải quyết ha. Đó là những cái trải nghiệm đó. Cho các bạn có câu hỏi gì đến chi nữa không? Mình hiểu nhau được nhiều hơn trong cái tính cách cũng như cách xử lý mọi chuyện. Đây câu hỏi dành cho em, đọc lớn lên đi nè. Khi bạn lấy chồng là quý tử, chuyện sống chung với mẹ chồng là một vấn đề khó khăn và bắt buộc, bạn xử lý như thế nào? Theo em á là ở chung với mẹ chồng cũng có nhiều cái vui chị, chứ ở riêng hai đứa thì nhiều khi cũng không vui lắm. Vợ chồng trẻ gây gỗ gì không có ai giảng hòa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nhiều khi chồng gặp vũ phu nữa, không có người lớn rồi bảo vệ mình cũng tin. Dạ. Chưa kể nếu giờ vợ chồng ôm nhau hạnh phúc đi chăng nữa thì cho hồi sinh con ra rồi nhiều khi bận cái chuyện gì không có gửi con được cho ông. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn này suy nghĩ thoáng chịu nè. Nhưng mà hiện tại là em chỉ có mẹ thôi đúng không? Vâng. Ba là mất hả? Dạ vâng. Nhưng mà mẹ rồi cũng ở quê, rồi mẹ là sống với chị. Không, là nhà em có nhà riêng, ở bên Bình Dương á. Ừ. Nhà riêng có nhà riêng mà. Nhưng mà rồi mẹ sống với ai? Là ở một mình. Mẹ sống một mình, nhà ở đông anh chị em không? Giờ thì có ba người nhưng mà hai người ngoài Bắc rồi. À, làm có việc mình em à? Dạ đúng rồi. Tại vì ở ngoài Bắc á thì một là làm bên giáo viên á, một với một bên là y sĩ. Bây giờ em định là ví dụ như sau này mà mẹ lớn tuổi thì em về quê sống gần mẹ, chăm sóc mẹ, hay là rước mẹ lên Sài Gòn, hay là như thế nào? Em có cái định hướng gì xa xa trong tương lai chưa? Dạ thực sự thì em cũng làm được phấn đấu á, thì mình có thể là mua, để tích có tiền mình sẽ mua nhà ở trong sẽ trên Sài Gòn. À, và em vẫn muốn là sống lập nghiệp ở thành phố luôn. Dạ đúng rồi. Ở đó mẹ lên. Dạ vâng. Ví dụ như mình làm dâu lên Sài Gòn sinh sống được không em? Dạ em vẫn thích ở Bình Dương hơn. Lý do tại vì em thấy em chưa ở Sài Gòn nhưng mà em thấy em không có quen với cái sống nhộn nhịp. Thật ra là cái nhìn hiện tại, còn thật ra tùy duyên, mọi sự đều là tùy duyên. Giống như cái câu hồi nãy em chia sẻ với Hoa vậy đó. Biết đâu vào tình yêu rồi nó khó, nó nhiều thứ lắm. Mình cùng giải quyết rồi vì hy sinh, rồi vì lựa chọn cái nơi nào mình cảm thấy thích hợp nhất. Nơi nào mà có cái người mình yêu thương thì mình sẽ chọn. Nếu như mình vừa tốt, phát triển được nghề nghiệp của em thì mình về vừa có nhà cửa, có mẹ, có vợ bên nhà hai bên cũng ok. Còn biết đâu ở Sài Gòn nó
nó tạo điều kiện cho bạn này phát triển kinh tế hơn. Yeah. Thì mình cũng vẫn có thể sống được, mình trẻ mà. Yeah. Bây giờ hết thời gian dành cho hai bạn. Bây giờ thường cho mỗi bạn 30 giây nữa trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau qua khung cửa trái tim này. Hãy nói cho nhau nghe một cảm xúc thật nhất của mình hiện tại. Mình đang nghĩ điều gì, mình cảm nhận như thế nào về cuộc hẹn hò ngày hôm nay, hoặc là mình nhận xét về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước. Đến với chương trình này á, thì anh cũng là mong muốn á, em cho anh cơ hội để có thể là tiếp tục là tìm hiểu và làm quen em á, thì cũng muốn là tiến tới lâu dài. Đến được đây á, gần giờ gặp được anh thì cũng là một cái duyên. Nên là em nghĩ là mình cũng nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu với nhau. Thật ra các bạn nói đúng á, là một cái duyên. Tại vì bao nhiêu hồ sơ gửi về chương trình mà chương trình phải lựa chọn để tìm ra hai bạn. Có thể là cũng kết nối là chắc là hai bạn cùng trùng khớp với nhau là ở Bình Dương đó. Cho nên chương trình mới ghép cho hai bạn để tạo cái sự điều kiện. Chứ bây giờ nhiều hồ sơ, nhiều con người lắm à, gặp nhau đây là cái duyên đúng. Nhưng mình hãy suy nghĩ thật kỹ. Trái tim mình rung động và đối tượng này có thể là một nửa mình đang tìm kiếm. Hãy nắm bắt cơ hội và cho nhau cơ hội. Rồi, mời hai bạn hãy đưa ra quyết định của mình cho cái cơ hội ngày hôm nay. Sau 3 tiếng đếm, chị Tường đồng ý nhân âm hẹn hò, bấm nút. Không đồng ý, Thu Huyền lấy tay ra. Nhắc lại nha. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy? Sao không ăn? Trời ơi, xin em cho anh cơ hội mà bấm nút chậm hơn người ta. Thiệt tình luôn, lần sau cơ hội vậy là không cho. Rồi, qua đứng bên đây đi cưng. Hai đứa bấm nút rồi, đứng về một phía. Đây là cái giây phút rất là quan trọng. Nếu như biết đâu sau này mà hai em đến được với nhau thì đây là những cái kỷ niệm rất là đẹp, rất là ngọt ngào của hai người nhé.